mở em cho mọi người sạc rồi mà. Đấy nhạc lấy điện thoại em mở nhạc được. Xin chào Su Su Võ. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Phô đông đông coi, mình sẽ like từng mẫu cho mọi người coi nha. Áo đó chế, đây hả? Đó, bên đó em đi. Xin chào cả nhà. Hồng Tiến thì có sao mà không biến. Lê Hồng Tiến có quà tại sao em lấy? Lê Hồng Tiến ơi, bạn có quà ở Miu Shop. Không thấy bạn ghé lấy. Mọi người vô coi đông đông, mình sẽ like từng mẫu nha mọi người ơi. Xin chào cả nhà. Mọi người like và chia sẻ livestream giùm mình nha mọi người. Hôm nay đồ rất là đẹp nha. Sao rất là ơi, nhiều mẫu đẹp nha mọi người. Hôm bây giờ em thấy chị Linh có thông báo nha. Thông báo like đồ á. Hôm nay chị like áo xong chị sẽ like Z Tâm Tiệc. Rất là nhiều mẫu nha, xin chào cả nhà nha. Mọi người like, chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Mô đông đông mình sẽ mặc từng mẫu cho mọi người coi nha. Rồi ok, Lê Hồng Tiến nha. Mọi người ơi, mọi người vô coi đông đông mình sẽ like từng mẫu cho mọi người. Rất là nhiều áo đẹp nha. Rồi ok, Lê Hồng Tiến nha. Lên 100 người coi em sẽ like nha mọi người ơi. Lên 100, rồi 100 người coi rồi nha. Em sẽ like từng mẫu nha mọi người. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Xin chào cả nhà, xin chào cả nhà nha. Hôm nay áo len cực kỳ đẹp luôn nha. Rất là rẻ nha mọi người. Cực kỳ đẹp mà rất là rẻ nha. Rồi mẫu mình đang mặc nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc 55kg rồi lại mặc vừa nha. 55kg rồi lại mặc vừa cái mẫu này nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này comment số 1 giùm mình nha mọi người. Chỉ 69k nha. 69k cái áo này nha mọi người. Là len nha, len mỏng nha. Bạn nào thích mẫu này comment số 1 nha mọi người. 55kg đổ lại mặc vừa nha. 55kg đổ lại mặc vừa cái mẫu này nha mọi người. Toàn bộ đều là hàng mới nha. Tất cả đều là hàng mới nha mọi người ơi. Chỉ có giá 69k thôi nha. Là hàng len nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này comment số 1 nha. Like và chia sẻ livestream sẽ được mua với giá rất là thấp nha mọi người ơi. 69k mẫu này nha. 55kg lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào thích mẫu này comment số 1 nha. Rồi ok, Trương Minh Ngọc nha. Bạn Trương Minh Ngọc ơi, cho mình địa chỉ luôn nha bạn ơi. Ai lo vậy? Rất là nhiều luôn. Gọi không em nữa. Rồi thôi qua mẫu đi. Trương Minh Ngọc cho mình xin địa chỉ luôn nha bạn ơi. Cho mình xin địa chỉ luôn nha bạn. Mọi người like và chia sẻ livestream giùm mình nha mọi người ơi. Rất là nhiều mẫu đẹp nha. Like xong đồ mình sẽ like Z nha mọi người. Chị gì vậy? Trương. Rồi ok, Trương Minh Ngọc nha. Bạn chia sẻ bài giùm mình nha bạn ơi. Hôm nay cực kỳ rất là nhiều đồ đẹp mà rẻ luôn nha. Chỉ 69k nha mọi người ơi. 60. Trương Minh Ngọc ơi, bạn inbox cho mình nha. Rồi mẫu này nha mọi người. Mẫu này nha, là len mỏng này nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này comment số 2 cho mình nha. Mẫu này số 2 nha mọi người. Mẫu này cũng từ 55kg đổ lại mặc vừa nha.
Bạn nào thích mẫu này comment số 2 giùm mình nha mọi người. Cực kỳ dễ thương luôn nha. Mọi người like và chia sẻ livestream giùm mình nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này comment số 2, 55kg đồ lại mặc vừa nha. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này comment số 2 giùm mình nha. Comment số 2 mẫu này nha mọi người ơi, 55kg đồ lại mặc vừa. Chỉ 69k thôi nha, cực kỳ dễ thương luôn nha mọi người. 69k cái áo này. Bạn nào thích mẫu này chốt số 2 giùm em nha. Chốt số 2 giùm em nha mọi người. Mẫu này cực kỳ đẹp nha. Rất là rẻ nha mọi người ơi. 69k cái áo này nha. Toàn bộ đều là hàng mới nha mọi người, hàng mới nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài để được mua với giá rất là rẻ nha. 69k cái áo này thôi nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này comment số 2. Comment số 2 nha mọi người ơi. Mẫu này số 2 nha. Bạn nào lấy mẫu này comment số 2, chốt số 2 cho mình nha mọi người. 55kg thôi lại mặc vừa nha. Có thể mặc hai kiểu nha mọi người, mặc trễ vai hoặc là mặc bình thường nha. Len cực kỳ đẹp nha mọi người, len rất là đẹp nha. Rồi, bạn nào lấy thì cho mình địa chỉ luôn nha mọi người ơi, cho mình địa chỉ luôn nha. Rồi chốt số 2 cho Trúc Hiệp nha. Bạn Trúc Hiệp ơi, cho mình xin địa chỉ luôn nha. Xin chào cả nhà chia sẻ bài giùm mình nha. Like và chia sẻ livestream nha mọi người. Rồi mình chốt số 2 cho bạn Trúc Hiệp rồi nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha. Đẹp không? Rồi mẫu này nha mọi người ơi. Bạn Trúc Hiệp ơi, cho mình xin địa chỉ luôn nha. Rồi mẫu. Rồi ok thì Trúc Hiệp nha, cảm ơn chị nha. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Rồi. Mẫu số 3 nha. Là bằng nhũ nha mọi người. Nhũ nha. Len nhũ. Bạn nào lấy mẫu này comment số 3 nha. Comment số 3, 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha. Cực kỳ đẹp, chỉ có 69k thôi nha. Toàn bộ đều là hàng mới. Bạn nào lấy mẫu này comment số 3 giùm mình nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này comment số 3 giùm em nha. 69k cái áo này nha. 69k cái áo này thôi nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này comment số 3. Chị Sương Nguyễn ơi, áo mới nha chị ơi, không phải là đồ xây nha. Tất toàn bộ đều là hàng mới nha. Rồi chốt số 3 cho Tuyết Minh nha. Bạn Tuyết Minh ơi, cho mình xin địa chỉ luôn nha bạn ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Bạn nào con mình chốt hàng thì cho mình xin địa chỉ luôn nha mọi người ơi. Có gì mình ship hàng cho mọi người nha. Rồi số 3 mình chốt cho Tuyết Minh rồi nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha. Cực kỳ đẹp luôn nha. Cực kỳ đẹp nha. Rồi ok chị Tuyết Minh nha. Khánh An ơi, 69k nha, tùy mẫu nha bạn ơi. 69k nha. Rồi mẫu này nha. Màu này là màu màu mỡ gà. Màu mỡ gà nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 nha mọi người ơi. Chốt số 4 nha, len cực kỳ đẹp nha mọi người. Len cực kỳ đẹp nha. Mẫu này số 4. Bạn nào lấy mẫu này comment số 4 cho mình nha. 69k mẫu này nha mọi người. 69k mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 4 cho mình nha mọi người. Chốt số 4 cho mình nha. Bạn nào chốt hàng cho mình xin địa chỉ luôn nha. Like và chia sẻ livestream sẽ được mua với giá rất là thấp nha. Rồi chốt số 4 cho bé Quỳnh nha. Bạn bé Quỳnh ơi, cho mình xin địa chỉ luôn nha bạn ơi. Có luôn nha. Có cổ tim dài. Dài luôn nha. Cái gì không cổ út lại. Nhìn qua mỏng. Rồi chốt số 4 cho bé Quỳnh. Bạn bé Quỳnh ơi, cho mình xin địa chỉ luôn nha bạn ơi. Có gì mình ship hàng nha. Có rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người. Rất là nhiều nha. Cực
cực kỳ đẹp mà cực kỳ rẻ luôn nha mọi người ơi. Đẹp và rất là rẻ nha. Rồi ok chị Bé Quỳnh nha. Mọi người like và chia sẻ livestream giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ livestream nha. Rồi một cái áo này cũng cực kỳ dễ thương. Được nha Bé Quỳnh ơi, ngày mai bạn ghé lấy giùm mình nha. Tại mình không giữ hàng nha bạn ơi. Cực kỳ rẻ luôn nha, toàn bộ đều là hàng mới nha mọi người. Hàng mới nha. Bạn nào lấy mẫu này comment số 5 kèm theo số điện thoại địa chỉ cho mình nha. Chốt số 5 giùm mình nha mọi người. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha. Bạn nào thích mẫu này comment chốt số 5 giùm mình nha mọi người. Chốt số 5 nha. Mẫu này chốt số 5, 55kg đồ lại mặt vừa nha mọi người. Len cực kỳ đẹp nha. Len rất đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này comment số 5 giùm mình nha mọi người. Chốt số 5 giùm mình nha. 55kg đồ lại mặt vừa cái áo này nha mọi người. Rất là rẻ nha, chỉ 69k áo này nha. 69k áo này là áo mới nha mọi người ơi, không phải hàng xi nha, là hàng mới hết nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 cho mình nha mọi người. Chốt số 5 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 nha mọi người ơi, chốt số 5 cho mình nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 nha. Yến Nguyễn ơi, 69k áo này nha bạn ơi. Mẫu này số 5 nha mọi người, chốt bài giùm mình, chốt số 5 giùm mình nha. Like và chia sẻ livestream cho mình nha mọi người ơi, sẽ được mua với giá rất là thấp nha. 69 mẫu này nha mọi người. 69 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 nha. Còn rất là nhiều len đẹp nha mọi người. Còn rất là nhiều len đẹp. Chỉ 69k một áo thôi nha mọi người ơi. Len cực kỳ đẹp nha. Len rất là đẹp nha. Kiểu cũng rất là dễ thương. Mọi người like và chia sẻ livestream giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. Để mua với giá cực kỳ rẻ nha mọi người. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Lên 150 người coi em sẽ tặng một áo len nha. 150 bạn coi em sẽ tặng một áo len nha mọi người ơi. Rồi mẫu bẹt vai nha, mẫu này em có hai màu nha mọi người. Mẫu này em có hai màu nha. Hai màu nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này comment màu kèm theo số 6 nha. Chốt số 6 kèm theo màu nha. Chốt số 6 kèm theo màu bẹt vai nha. Len cực kỳ đẹp nha, vải rất là đẹp luôn nha. Chỉ 69k cái áo này thôi nha. Hai màu nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này chốt số 6 kèm theo màu giùm mình nha. Chốt số 6 kèm theo màu nha. Cực kỳ dễ thương và cực kỳ đẹp nha. Chỉ 69k thôi nha mọi người ơi. Bạn nào thích mẫu này comment chốt số 6 kèm theo màu nha. Màu xanh nha. Chốt số 6 kèm theo màu nha. Len cực kỳ đẹp nha. Len rất là đẹp này. Đây nha mọi người. Vũ Thu Thảo ơi, chị ở 86 của những Lan Miu Shop nha em ơi. Mẫu này là số 6 nha mọi người. Có hai màu nha. Bạn nào thích áo này comment số 6 kèm theo màu giùm mình nha mọi người. Chốt số 6 kèm theo màu nha. 5. Rồi chị like áo xong chị sẽ like đầm nha. Úc cơ. Bạn nào thích mẫu này comment số 6 kèm theo màu giùm mình nha mọi người. Chốt số 6 kèm theo màu nha. Len cực kỳ đẹp nha. Len rất là đẹp nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Còn rất nhiều mẫu đẹp, rất nhiều nha. Cực kỳ đẹp luôn nha. Mọi người, đúng rồi em ơi. Đúng rồi chị ở Gia Lai nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người. Rất nhiều mẫu len đẹp. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm em nha. Rồi một cái áo len này cũng cực kỳ đẹp nha. 55kg đồ lại mặc vừa cái áo này nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặc vừa áo này. Bạn nào thích mẫu này comment số 7 nha. Chốt số 7 giùm mình cái áo này nha. Chốt số 7 kèm theo số điện thoại địa chỉ nha. Mẫu này số 7 nha mọi người ơi. Chỉ 69k cái áo này chắc len cực kỳ đẹp luôn nha. Chắc len rất là đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 cho mình nha. Chốt số 7 mẫu này 69k thôi nha mọi người ơi. Mẫu này có giá 69k. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. 69k cái áo này len cực kỳ đẹp luôn nha. Là hàng mới luôn nha mọi người ơi. Là hàng mới. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình. Mẫu này 69k len cực kỳ dày nha.
vải ở ngoài rất là đẹp nha mọi người. Mẫu này số 7, bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giúp mình. 55kg đồ lại mặc vừa nha. Mẫu này 55kg đồ lại mặc vừa. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm em nha. Chốt số 7 giùm em mẫu này nha mọi người ơi. Chỉ 69k mẫu này thôi nha. 69k mẫu này. Xin chào Su Su Huỳnh nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 7 nha. Bạn nào thích mẫu này chốt số 7 giùm mình nha mọi người. Chốt số 7 giùm em nha. Mẫu này số 7. Bạn nào lấy mẫu này, mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Mẫu này là số 7 nha. Số 7 nha mọi người. Còn rất là nhiều. Trinh Nguyễn ơi, là đồ mới nha bạn ơi. Là hàng mới nha. Bạn nào thích mẫu này chốt số 5 giùm mình nha mọi người. À, chốt số 7 giùm mình nha. Bùi Thị Hoài Uyên thấy em nha. Trinh Nguyễn hả? Bạn nào thích mẫu này chốt số 7 giùm mình nha mọi người ơi. Là hàng mới nha. 69k cái áo này nha. Chị... mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này nha, 69k cái áo này cực kỳ đẹp nha. Vải ở ngoài rất là đẹp nha mọi người, len nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm em nha mọi người. Chốt số 7 giùm mình nha, còn rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 giùm mình nha mọi người, chốt số 7 giùm em nha. Rồi chị chờ em một tí nha. Rồi chờ em một tí nha. Chị Sương Nguyễn ơi, mẫu em đang thay đồ nha. Đang bận tí gọi lại nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Có rất là nhiều mẫu len. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha. Để mua được với giá 69k. Tất cả đều là hàng mới nha. Hàng mới thôi, hàng mới nha mọi người ơi. Rồi mẫu len này nha, cực kỳ đẹp luôn. Bạn nào lấy mẫu này comment số 7 nha. Chốt số 7 giùm mình mẫu này nha mọi người ơi. Số 7 mẫu này nha. 55kg đổ lại mặc vừa nha. 55kg đổ lại mặc vừa áo này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặc vừa nha. Mẫu này 55kg đồ lại mặc vừa nha. Trời ơi, ở ngoài rất là dễ thương cái áo này nha mọi người. Áo này rất là đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 cho mình. Chốt mẫu này số 7 nha. Vâng Bùi ơi, chị la hết áo chị size đầm nha em ơi. Mẫu này số 7 nha mọi người ơi. Mỗi cái Nguyễn Thi em ở 86 của Diễn Lam Yêu Shop. Bùi Thị Hoài Uyên chỉ có một màu này em ơi. Một màu này thôi nha, màu này rất là đẹp nha. Rất là dễ thương, 69k cái áo này. Bạn nào lấy mẫu này comment chốt số 7 cho mình. Mẫu này số 7 nha mọi người. Chốt số 7. Rồi chốt số 7 cho chị Ngọc Hạnh nha. Chị Ngọc Hạnh ơi, cho em xin số điện thoại và địa chỉ luôn nha chị ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream của mình nha. Mọi người like và chia sẻ livestream giùm mình nha mọi người. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Còn rất nhiều mẫu len đẹp nha mọi người. Mọi người một... Rồi rồi ok chị, em biết rồi. Rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Rồi một cái áo len này của team màu đen nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặc vừa cái áo này. Em đứng đầu lại đi. Rồi len cực kỳ đẹp luôn nha. 69k cái áo này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 cho mình nha mọi người. Mẫu này số 8 nha. Mẫu mình đang mặc số 8 nha. 55kg đồ lại mặc vừa nha. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này. Cái quạt thì mình để đứng im được không chị?
bay tóc thì được. Ý là để cho nó bay sang đây thôi. Có cái giật á, cái giật như vậy đi. Đứng lên cái ghế giật con của này mày đứng lên cái ghế. Đợi nó qua. Bùi thì hoài. Chốt số 8 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu vừa rồi chốt số 8 cho mình nha. Chốt số 8 kèm theo số điện thoại địa chỉ cho mình nha mọi người ơi. Số 8 nha, mẫu vừa rồi là số 8 nha. Mọi người ơi, mọi người tiếp tục chia sẻ đi ạ. Chia sẻ mình mới bán với giá 69k. Nếu như mà ai không chia sẻ lát nữa mình không tính giá 69k mà là 99k nha mọi người. Mọi người chia sẻ đi ạ. Chốt số 8 cho mình nha. Chốt số 8 cho mình mẫu này nha mọi người ơi. Chốt số 8 kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha. Mọi người rồi chốt số 8 cho bạn lớp gì nè. Bạn ơi cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn bạn ơi. Ưu tiên chốt cho những bạn nào kèm số điện thoại nha. Rồi mình chốt số 8 nha chị, cho bạn Bùi Thị Hoài Uyên nha. Ưu tiên cho bạn nào có số điện thoại nha, số điện thoại địa chỉ nha. Rồi chốt cho Bùi Thị Hoài Uyên rồi nha. Bạn ơi cho mình xin địa chỉ bạn ơi. Mình chỉ chốt cho những bạn nào có số điện thoại thôi nha mọi người. Mọi người lên mã số cộng số điện thoại giùm mình nha. Rồi mỗi mẫu. Mẫu này nha mọi người ơi. Bé Quỳnh xảy nó đi chị. Rồi mẫu mình đang mặc nha mọi người ơi, 55kg rồi lại mặc vừa nha. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 cho mình nha mọi người. Chốt số 9 cho mình nha. Mẫu này số 9 nha mọi người ơi. 55kg rồi lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 nha. Mẫu này màu đen len cực kỳ đẹp nha, chỉ 69k thôi nha. Áp dụng cho bạn nào để chia sẻ bài của vậy. Rồi ok Bùi Thị Hoài Uyên. Mẫu mình đang mặc 55kg thôi lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này thì comment số 9 nha mọi người ơi, chốt số 9 giùm em nha. Len cực kỳ đẹp nha, len ở ngoài rất là đẹp, chỉ 69k. Áp dụng cho bạn nào chia sẻ livestream của mình nha mọi người. Đây nha, len rất là đẹp nha. Bạn nào mẫu này rất là đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 giùm mình nha mọi người. Chốt số 9 mẫu này chỉ 69k thôi nha. 69k mẫu này nha. Số 9 nha mọi người ơi. 69k mẫu này nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha mọi người. Mọi người like và chia sẻ livestream giùm mình nha. Toàn bộ đều là hàng mới, chỉ áp dụng cho bạn nào chia sẻ bài nha. Chia sẻ bài mới mua với giá 69k nha. Hoàng Nguyễn ơi, mình ở 86 của Như Lai Music. Bên máy chủ là Hải Uyên, Hoài Uyên chốt trước rồi nha, bạn lớp gì kia. Mẫu này số 9 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 cho mình nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Like và chia sẻ livestream để mua với giá 69k nha. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người ơi, còn rất là nhiều mẫu đẹp nha. Mọi người like và chia sẻ livestream giùm mình nha mọi người ơi, để mua với giá 69k nha. Rất là nhiều mẫu len đẹp. Rất nhiều mẫu len đẹp luôn nha, toàn bộ đều là hàng mới nha mọi người. Chỉ mới 3 bạn chia sẻ thôi nha. Rồi, một cái len này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm mình nha. 55kg rồi lại mặc vừa nha mọi người. 55kg rồi lại mặc vừa cái áo này nha. Len này cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Len này rất là đẹp. Bạn nào thích mẫu này chốt số 10 giùm mình. Chốt số 10 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này 55kg rồi lại mặc vừa nha. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha. Bạn nào thích mẫu này chốt số 10 giùm mình nha mọi người. 69k thôi, chỉ 69k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm em nha. 69k mẫu này nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Rất là đẹp nha.
Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giờ mình nha, 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 giùm em nha, 55kg đồ lại mặc vừa. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này. Rồi chốt số 10 cho Bùi Thị Hoài Uyên rồi nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người ơi. Rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Mọi người like và chia sẻ live stream giùm mình nha. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Cực kỳ rẻ luôn nha, chỉ 69k thôi nha mọi người. Áp dụng cho bạn nào chia sẻ live stream. Bạn nào đang coi live stream cho mình xin một chấm luôn nha mọi người ơi. Bạn nào đang coi cho mình xin. Rồi mình chốt số 10 cho bạn Bùi Thị Hoài Uyên rồi nha. Còn nhiều mẫu lắm Hoài Nguyên ơi. Bạn coi. Rồi một cái áo này cũng cực kỳ dễ thương. Áo này rất là dễ thương luôn, rất là đẹp. 55kg rồi lại mặc vừa cái áo len này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm mình. Mẫu này chốt số 11 giùm em nha. Cực kỳ dễ thương. 69k thôi nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm mình. Số 11 nha mọi người ơi. Mẫu này số 11, 55kg rồi lại mặc vừa nha. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm mình nha. Chốt số 11 giùm mình nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 nha. 55kg đồ lại mặc vừa. Áo này rất là dễ thương. Chốt số 11 áo này nha mọi người ơi. Chốt số 11 nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa cái áo len này nha mọi người ơi. Bạn nào đang coi live stream cho mình xin một chấm nha. Áo này chỉ 69k. Toàn bộ đều là hàng mới nha mọi người. Tất cả đều là hàng mới nha. Bạn nào thích mẫu này chốt số 11 giùm em nha. Chỉ 69k thôi nha. 69k mẫu này thôi nha. Rồi chốt số 11 cho Trần Ngọc Anh nha. Chị ơi cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Còn rất là nhiều. Còn rất là nhiều mẫu nha. Bạn nào rồi chốt số 11 cho Lê Hồng Tiến luôn nha. Lê Hồng Tiến cho. Rồi chốt 11 cho Trần Ngọc Anh và Lê Hồng Tiến rồi nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều màu len đẹp nha. Rồi áo này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 12 giùm mình nha mọi người ơi. Một cái duy nhất tay ren nha, là len nha. Áo này rất là dễ thương. Bạn nào chốt mẫu này chốt số 12 giùm mình nha mọi người. Chốt số 12 mẫu này nha. 55kg đồ lại mặc vừa áo này nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặc vừa. Bạn nào chốt mẫu này chốt số 12 nha. Mẫu số 12 chỉ có 69k thôi nha mọi người ơi. Rồi chốt số 12 cho Loan Lê nha. Rồi chốt 12 cho Lan Lê chị ơi. Cho em xin địa chỉ luôn nha. Chốt 12 cho Lan Lê rồi nha mọi người ơi. Rất là nhiều mẫu đẹp nha. Chỉ có 69k thôi nha. Rồi ok chị Lan Lê nha. Rồi mình chốt số 12 cho Lan Lê rồi nha mọi người ơi. Rồi ok chị Trần Ngọc Anh nha. Rồi bên của chị là Lan Lê trước rồi nha. Lớp Quickly gì đấy. Còn rất là nhiều mẫu đẹp em coi rồi chọn giùm chị nha. Rồi mẫu này nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc nha. Rồi ok Lan Lê nha. Rồi mẫu này nha mọi người ơi. Một cái áo len này nha, rất là đẹp. Bạn nào thích mẫu này thì chốt số 13. Mẫu này từ 55kg đồ lại mặc vừa nha. 55kg đồ lại mặc vừa cái áo này nha mọi người ơi. Màu này là màu hồng phấn nha mọi người ơi. Rất là đẹp nha.
rất là dễ thương cái áo này nha, rất là đẹp nha. 55kg lại mặc vừa áo này chỉ 69k thôi. 69k cực kỳ rẻ mà cực kỳ đẹp nha. Mọi người like và chia sẻ livestream cho mình nha mọi người ơi. Rất là nhiều mẫu đẹp nha. Mẫu này là số 13 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 13 giùm em nha. Chốt số 13 giùm em nha mọi người ơi. Mẫu này số 13 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 13 giùm em. 55kg lại mặc vừa chỉ 69k thôi nha. 69k cái áo này thôi nha mọi người ơi. Toàn bộ đều là hàng mới. Hàng mới hết nha. Cực kỳ đẹp mà rất là rẻ luôn nha mọi người. Lan Lê ơi, chị cho em số điện thoại rồi. Cái gì mai chị ghé lấy cũng được nha chị ơi. Có rồi mà. Mọi người like và chia sẻ livestream giùm em nha. Màu này là màu hồng phấn nha mọi người ơi. 55kg lại mặc vừa cái áo này. Len cực kỳ đẹp luôn nha. Len cực kỳ dễ thương luôn. Mẫu này là số 13 nha mọi người ơi. Mẫu này số 13. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 13 giùm em nha. 13 cái áo này nha mọi người ơi. 13 cái áo này nha. Còn rất là nhiều mẫu nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người tiếp tục chia sẻ đi ạ. Một chia sẻ để nhận được một chiếc áo với giá 69k. Những chiếc áo này ở tất cả các shop đều bán từ giá 120 tới 180 ngàn á ạ. Mọi người ơi, mọi người tiếp tục chia sẻ nhiệt tình đi để nhận áo với giá 69k nha. Mọi người sẽ không nghĩ ra được là 69k mà sở hữu được một chiếc áo len cực chất luôn nha mọi người. Mọi người chị like và chia sẻ livestream này cho em nha. Đây là một chiếc áo màu đen nha. Chất vải là len Montagy nha mọi người. Cái này là cổ viền nha, cổ viền trắng nha mọi người. Ai thích áo này thì chốt số 1 đi ạ. Ai thích áo này thì chốt số 1 đi mọi người. Khách yêu ơi, hãy chia sẻ nhiệt tình cho Miu đi nha. Chị hôm nay bán 69k thôi mọi người, tranh thủ mua đi nha. 69k cực kỳ rẻ luôn nha mọi người. Đây là áo mới nha, không phải áo si đâu nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người chốt số kèm số điện thoại nha. Bên Miu chỉ ưu tiên cho những bạn nào chốt số kèm số điện thoại, chia sẻ và like. Rồi, một cái áo len màu đen nha mọi người ơi. Mẫu này là số 14 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 14 giùm mình nha mọi người. 55kg lại mặc vừa nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha. Áp dụng cho khách chia sẻ bài. Mẫu này 55kg lại mặc vừa nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này comment chốt số 14 giùm mình nha mọi người. Chốt số 14 mẫu này giùm em nha. Màu đen len ở ngoài cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ luôn. Mẫu này là số 14. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 14 giùm em nha. Chốt số 14 giùm mình nha mọi người ơi. Còn nha, lớp quickly còn của team luôn em ơi. Em coi livestream còn rất là nhiều mẫu. Mẫu này còn rất là nhiều len đẹp nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm em nha. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ nha mọi người ơi. Giá chỉ 69k thôi nha. Cực kỳ đẹp và cực kỳ rẻ luôn nha. Mọi người còn rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ơi. Rất là rẻ nha, chỉ 69k thôi nha mọi người. 69k thôi nha. Mọi bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm luôn nha mọi người ơi. Cho mình xin một chấm luôn nha. Rồi, áo này nha mọi người ơi. Áo này là màu kem đúng không? Màu kem nha. Len rất là đẹp nha. 55kg lại mặc vừa nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 15 giùm em nha. Chốt số 15 giùm em nha mọi người. Mẫu này chỉ có 69k thôi nha. Áp dụng cho bạn nào chia sẻ livestream nha. Chỉ 69k áo này thôi nha mọi người. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha mọi người ơi. 150 người coi, em sẽ tặng một áo len nha. Lên 150 người coi nha.
Lên 150 người coi em sẽ chơi mini game tặng áo nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha. Mẫu này 55kg đồ lại mặc vừa, chỉ 69k áo này thôi nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 15 nha. Áo này số 15 nha mọi người ơi. Áo này số 15. Số 15 nha mọi người ơi. Chỉ 69k thôi nha. 69k mẫu này nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. Rất là rẻ nha mọi người. Mẫu này là số 15 nha. Bạn nào lại coi mẫu này, bạn nào lấy mẫu này chốt số 15 giùm em nha. Chỉ 69k áo này nha mọi người ơi. 69k cái áo này thôi nha. Rất là rẻ nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Chỉ 69k thôi nha. 69k áo này nha mọi người ơi. 69k cái áo này. Bạn nào thích mẫu này chốt số 15 giùm mình nha. 55kg đồ lại mặc vừa nha. 55kg đồ lại mặc vừa cái áo này nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Rất là đẹp nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. Rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người. Rất là nhiều mẫu đẹp nha. Mọi người, bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha mọi người ơi. Mẫu này 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa. Cực kỳ rẻ nha mọi người ơi. Rất là rẻ nha. Bạn nào đang con livestream cho em xin một chấm luôn nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha. Rất là nhiều mẫu đẹp luôn nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Like và chia sẻ bài để mua được với giá 69k nha mọi người ơi. Rồi mẫu len này nha mọi người. Len cực kỳ đẹp luôn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 16 giùm em nha. Len rất là đẹp luôn nha mọi người. Len rất là đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 16 giùm em nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặc vừa, chỉ 69k cái áo mới này thì cực kỳ rẻ luôn nha. Không đâu rẻ bằng nha mọi người ơi. Len nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt 16 giùm mình nha. Chốt 16 áo này nha mọi người ơi. Mẫu này 55kg đồ lại mặc vừa nha. 69k cái áo này nha mọi người. 69k áo này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 16 nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa, 69k thôi nha. Áo này 69k. Mọi người chốt số giùm em nha mọi người ơi. Chốt số giùm mình nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 16 giùm em nha mọi người. Chốt số 16 nha. Rồi chốt số 16 cho Bùi Thị Hoài Uyên nha. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm luôn nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp luôn nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha. Rồi mình chốt số 16 cho bạn Bùi Thị Hoài Uyên rồi nha. Rồi một cái áo này cũng cực kỳ đẹp. Áo này bạn nào lấy mẫu này chốt số 17 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu đang mặc là số 17 nha. Mẫu đang mặc là số 17 nha mọi người ơi. Cực kỳ dễ thương luôn. 55kg đồ lại mặc vừa. Rồi chốt 17 cho rồi chốt 17 cho Nguyễn Mộng Mộng Điệp rồi nha. Rồi qua mẫu đi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm em nha. Cực kỳ đẹp và cực kỳ rẻ luôn nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy bạn ơi. Mấy bạn like và chia sẻ bài giùm em nha mấy bạn ơi. Rất
rất là nhiều mẫu đẹp luôn nha. Đẹp mà rất là rẻ luôn. Mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Hả? Không thì em. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. Rất là đẹp nha mọi người ơi. Cực kỳ dễ thương và cực kỳ đẹp và rất là rẻ luôn. Rồi một cái áo này nha mọi người ơi. Áo này cũng 55kg rồi lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 18 giùm mình nha mọi người ơi. Chốt số 18 giùm em nha. Mẫu này số 18 nha mọi người ơi. Số 18 nha. 18 mẫu này 55kg đồ làm mặc vừa chỉ 69k thôi nha mọi người. 69k mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 18 giùm mình nha. Chốt số 18 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 18 nha, 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 18 giùm mình nha mọi người. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp và rất là rẻ luôn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 18 giùm em nha mọi người ơi. Số 18 giùm mình nha. Like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. Chỉ 69k cái áo này thôi nha mọi người ơi. 55kg lại mặc vừa áo này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 18 giùm mình nha. Chốt số 18 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 18 nha. Len tâm nha mọi người ơi. Len rất là đẹp nha. Rất là đẹp nha. Bạn nào thích mẫu này chốt số 18 giùm mình nha. Chốt số 18 giùm mình nha mọi người ơi. Chốt số 18 mẫu này giùm mình nha. 55kg đồ lại mặc vừa. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. 69k thôi nha. Chỉ 69k thôi. Rất là rẻ mà rất là đẹp luôn nha mọi người. Like và chia sẻ livestream giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ livestream giùm mình nha. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Cực kỳ đẹp, cực kỳ dễ thương. Bạn nào thích mẫu này chốt số 18 giùm mình nha mọi người ơi. Chốt số 18 giùm mình nha. Mẫu này số 18 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 18 giùm em nha mọi người. Cực kỳ đẹp nha. Bạn mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Rồi ok Thuận Vũ nha. Bạn nào đang coi livestream trên xin một chấm nha mọi người ơi. Bạn nào đang coi livestream trên xin một chấm nha. Chỉ 69k thôi nha mọi người ơi. 69k cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp mà cực kỳ rẻ luôn nha mọi người. Xin chào cả nhà. Play 150 người coi em sẽ chơi mini game tặng áo nha mọi người ơi. 150 bạn coi nha. 150 bạn coi nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Like và chia sẻ nha. Áp dụng rồi cái áo này nha mọi người ơi. Áo này là màu kem nha, màu trắng nha, màu trắng. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 19 giùm mình nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 19. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 19 giùm em nha. Chỉ 69k cái áo này thôi nha mọi người ơi. 69k cái áo này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 19 nha mọi người ơi. Cũng 55kg đồ lại mặc vừa. 55kg đồ lại mặc vừa nha. 19 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 19 giùm em nha. Chốt số 19 giùm mình nha. Chỉ 69k thôi nha mọi người ơi. 69k cái áo này nha. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ lại. Coi like và chia sẻ livestream nha mọi người ơi. Mẫu này là số 19 nha mọi người ơi. Số 19 nha mọi người. Rất là nhiều đồ đẹp nha mọi người ơi. Chỉ 69k thôi. Phan Lan ơi mua đi Phan Lan. Mẫu này 69k nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm luôn nha mọi người ơi. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Rất còn rất là nhiều mẫu nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 19 giùm mình nha mọi người ơi. Chốt số 19 giùm em nha. Mẫu này nha mọi người. 55kg lại mặc vừa nha.
55kg đổi lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 19 giùm mình nha mọi người ơi, chốt số 19 giùm mình nha. Cực kỳ rẻ mà rất là xinh nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ, chia sẻ bài giùm mình nha, chia sẻ trong các nhóm giùm mình nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp mà rất là rẻ luôn nha. Cực kỳ đẹp mà cực kỳ rẻ luôn nha mọi người ơi. Rất là đẹp nha. Bạn nào còn rất là nhiều mẫu nha mọi người, đợi mẫu mình thay đồ một chút nha mọi người ơi. Rồi mẫu này nha mọi người ơi, một cái áo len mẫu này nha. Cực kỳ đẹp cái mẫu này nha. Bạn nào thích mẫu này chốt số 20 giùm mình nha mọi người. 55kg rồi lại mặc vừa nha. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào thích mẫu này chốt 20 giùm em nha. Chốt 20 giùm em nha mọi người ơi. Len cực kỳ đẹp, chỉ 69k thôi nha. 69k mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào thích mẫu này thì chốt số 20 nha. Chốt số 20 nha. 20 nha mọi người ơi. Bạn nào thích mẫu này chốt 20, 55kg đồ lại mặc vừa. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp nha. Bạn nào đã coi livestream cho mình xin một chấm nha mọi người ơi. 69k mẫu này thôi nha mọi người. 69k mẫu này nha. Bạn nào thích mẫu này thì comment chốt số 20 giùm mình nha mọi người. Chốt số 20 mẫu này nha. Toàn bộ đều là hàng mới nha mọi người ơi. Là hàng mới hết nha mọi người. Bạn nào thích mẫu này chốt số 20 giùm em nha. Chốt 20 giùm em nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặc vừa, toàn bộ đều là hàng mới nha. Hàng mới hết nha mọi người ơi. Vừa đẹp mà vừa rẻ luôn nha. Mẫu này là số 20 nha mọi người. 20 mẫu này nha. 55kg đồ lại mặc vừa nha. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp, rất là đẹp nha. Đẹp mà rất là rẻ luôn nha mọi người ơi. Không ở đâu rẻ bằng nha, chỉ 69k. Áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ livestream giùm mình nha mọi người. Like và chia sẻ livestream nha. Mọi người ơi, còn rất là nhiều mẫu. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ livestream giùm mình nha mọi người. Like và chia sẻ livestream giùm em nha. 150 bạn coi em sẽ chơi mini game tặng áo nha mọi người ơi. Lên 150 người coi nha. Mẫu này nha mọi người ơi. Mẫu này nha. Màu len tăm màu đen nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặc vừa nha. 55kg đồ lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt 21 cho mình nha mọi người. Chốt số 21 cho mình nha. Mẫu này số 21 nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặc vừa. Chỉ 69k thôi nha mọi người. 69k cái mẫu này nha mọi người ơi. 69k mẫu này thôi nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt 21 cho mình nha mọi người. Chốt số 21 cho em nha. Mẫu này là 21 nha. 21 mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 21 giùm mình nha mọi người ơi. Chốt 21 giùm mình nha. Mẫu này là số 21 nha mọi người ơi. 69k, toàn bộ đều là hàng mới nha mọi người. Tất cả đều là hàng mới. Bạn nào lấy mẫu này chốt 21 giùm mình nha mọi người. Chốt 21 mẫu này giùm em nha mọi người ơi. 21 nha mọi người. Mẫu này là 21 nha. 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 21 giùm em nha mọi người ơi.
chốt 21 cho mình nha mọi người. Có một màu thôi bé Linh ơi. Mẫu này chỉ có một màu thôi nha em. Lên tâm rất là đẹp, hàng mới nha, chỉ có 69k nha. 69k mẫu này nha. Mọi người coi coi cho mình xin một chấm nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp nha, rất là rẻ nha mọi người. Toàn bộ đều là hàng mới nha, chỉ 69k một cái thôi nha mọi người. Mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Rất là rẻ nha, chỉ 69k nha. 69k nha mọi người ơi. Mọi người đợi mình một tí nha, đợi mẫu mình đang mặc đồ nha mọi người. Bé Linh ơi, em còn đó không? Mẫu lúc nãy em hỏi có màu trắng nữa, em có lấy màu trắng không? Rồi mẫu màu trắng này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 22 giùm mình nha mọi người. Chốt số 22 giùm mình mẫu này nha. Rồi cái áo em hỏi có màu trắng này em ơi, em có lấy cái màu này không? Lấy màu này chốt 21 giùm chị nha. Mẫu này 21 nha. 21 nha mọi người ơi, 55kg được lại mặc vừa nha, chỉ 69k thôi nha mọi người. 69k cái mẫu này thôi nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 21 giùm mình nha mọi người. Chốt số 21 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 21 giùm mình nha mọi người ơi. Rồi bé Linh ơi, cho chị xin số điện thoại luôn nha bé Linh ơi. Rồi chốt 21 cho bé Linh nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu, còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Like và chia sẻ bài giùm mình nhé. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp cho mọi người. Rồi một cái áo này cũng rất là dễ thương nha. Màu này là màu xanh, màu đen. Bạn nào lấy mẫu này chốt 22 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này 22 nha. Mẫu này số 22 nha mọi người ơi. Rồi chốt số 22 cho Nguyễn Mộng Điệp nha. Mọi người like và chia sẻ. Rồi hai mẫu 22 Bùi Thị Hoài Uyên ơi, mình chỉ còn một màu nữa. Rồi có luôn nha bạn Lan Tây ơi, có luôn nha. Còn một màu nữa, đợi chút nha Bùi Thị Hoài Uyên ơi, còn một màu nữa em ơi. Bùi Thị Hoài Uyên ơi, chị chốt cái này cho em nha. Chị chốt cái này cho em nha. Còn một cái này nữa chị chốt cho em nha. Em lấy cái này ok lại giùm chị nha. Ok lại giùm chị để cái này cho em. Cái này ở ngoài cực kỳ đẹp luôn, rất là dễ thương. 69k rất là đẹp. Rồi có luôn nha Bùi Thị Hoài Uyên ơi, chị chốt cho em rồi nha. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha. Rồi ok em nha. Mọi người like chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp luôn nha. Rất là đẹp nha mọi người ơi. Rồi mẫu len này nha. Áo này nha mọi người ơi, len tâm cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ dễ thương. Bạn nào lấy mẫu này chốt 23 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 23 chốt giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này 23 nha. Mẫu này 23 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 23. Toàn bộ len ở đây là 55kg đồ lại mặc vừa hết nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa nha. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào thích mẫu này chốt số 23 giùm mình nha mọi người. Rồi chữ theo nha mọi người ơi. Chữ theo nha mọi người ơi.
Bạn nào lấy mẫu này? Có luôn nha Thuận Vũ ơi, có nha bạn ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 23 giùm mình nha mọi người, chốt số 23 nha. 55 kg đồ lại mặc vừa áo này, 55 kg đồ lại mặc vừa áo này nha mọi người. Rồi chốt 23 cho Lê Nguyên nha. Bạn Lê Nguyên ơi. Dũng ơi, mua tặng Giang đi Dũng ơi. Rồi chốt 23 cho Lê Nguyên rồi nha. Bạn Lê Nguyên ơi, cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm em nha. Rồi ok Lê Nguyễn nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. Mẫu này là 24 nha mọi người. Rồi chốt 24 cho Vicky Nguyễn nha. Mọi người rồi chốt 24 cho Vicky Nguyễn rồi nha. Lê Hồng Tiến. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài giùm em nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp nha, cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Có chốt số 25 giùm mình nha mọi người. Mẫu này 25 nha. 25 nha mọi người ơi, 55 kg rồi lại mặc vừa nha. Bạn nào thích mẫu này chốt số 25 giùm mình. Chốt số 25 giùm mình nha mọi người ơi. Len cực kỳ đẹp luôn nha, chỉ 69k là hàng mới nha mọi người ơi, là hàng mới nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 25 giùm mình nha mọi người. Chốt số 25 giùm mình nha mọi người ơi, màu này cực kỳ đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 25 giùm mình nha mọi người ơi. Chốt số 25 giùm mình nha. Mẫu này 55 kg rồi lại mặc vừa nha. Mẫu này 25 nha mọi người ơi, 55 kg rồi lại mặc vừa, 69k thôi nha mọi người ơi. 69k cái này nha. Toàn bộ đều là hàng mới nha mọi người. Mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha. Lên 150 bạn coi em sẽ chơi mini game tặng đồ nha mọi người ơi. Chơi mini game tặng đồ nha. Áo này rất là đẹp, ở ngoài rất là dễ thương nha mọi người. Mẫu này chỉ 69k thôi nha. 69k mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt, bạn nào lấy mẫu này chốt số 25 giùm em nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 25 giùm mình nha mọi người ơi. Chỉ 69k thôi nha. Toàn bộ đều là hàng mới hết nha mọi người. Toàn bộ đều là hàng mới nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp luôn nha, cực kỳ dễ thương nha. Rất là đẹp luôn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 25 giùm em nha mọi người. Còn rất là nhiều len đẹp nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. 69k thôi nha mọi người ơi. 69k nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 25 giùm em nha mọi người ơi. Chốt số 25 giùm em nha. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Còn rất là nhiều mẫu nha. Like xong áo mình sẽ like đầm nha mọi người. Có mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người.
Mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha. Like xong rồi em sẽ like dép nha mọi người. Chỉ 69k thôi nha mọi người ơi. Rất là đẹp nha. Rồi một cái áo này nha, cực kỳ dễ thương. 55kg đồ lại mặc vừa. 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người ơi. Chỉ 69k thôi nha. 69k cái này nha mọi người ơi. Mẫu này 69k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 26 giùm mình nha mọi người. Chốt số 26 kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm mình nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha. Like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 26 giùm em nha mọi người ơi. Chốt số 26 giùm mình nha mọi người. Mẫu này cực kỳ đẹp nha, chỉ có 69k thôi nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 26 nha. Chốt số 26 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này là 26 nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa nha, cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặc vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 26 nha mọi người ơi. Chỉ 69k cái áo này thôi nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người. Cực kỳ đẹp nha. 26 nha mọi người ơi. Mẫu này là 26 nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 26 giùm em nha. Mẫu này 26 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 26 giùm em nha. Chốt 26 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này 55kg đồ lại mặc vừa nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu lên đẹp nha. Mẫu của mình đang thay đồ nha mọi người. Trong thời gian thay đồ mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Lên 150 bạn coi em sẽ chơi mini game tặng quà nha. Rồi cái áo này rất là dễ thương. 55kg đồ lại mặc vừa. Bạn nào lấy mẫu này chốt 27 giùm mình nha mọi người. Chốt 27 mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 27 giùm mình nha mọi người ơi. 27 nha. 55kg đồ lại mặc vừa nha. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 27 giùm mình nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 27 giùm mình nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặc vừa chỉ 69k. 69k thôi nha mọi người. Mọi người chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mọi người like chia sẻ bài giùm em nha. Cực kỳ đẹp nha, cái áo này ở ngoài rất là đẹp luôn nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa áo này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 27 giùm mình nha. Chốt số 27 giùm mình nha mọi người ơi. Chỉ áp dụng cho bạn nào chia sẻ livestream nha. Chia sẻ để được mua giá 69k nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 27 giùm mình nha mọi người. Chốt số 27 nha. Áo này ở ngoài cực kỳ dễ thương luôn nha. 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa cái mẫu này nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Mọi người, bạn nào đang có livestream cho mình xin một chấm luôn nha mọi người ơi. Cho mình xin một chấm luôn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 27 giùm mình nha mọi người. Chốt 27 giùm mình nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 27 giùm em nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp luôn nha. Cực kỳ đẹp nha. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 27 giùm em nha mọi người ơi. Mẫu này 27 nha. Bạn nào thích mẫu này chốt 27 nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa chỉ 69k thôi nha. 69k mẫu này thôi nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha. Like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu len nha mọi người. Còn rất là nhiều mẫu len nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người.
còn rất là nhiều mẫu đặc đẹp nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Like và chia sẻ bài giùm em nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Bạn nào thích mẫu này chốt 28 cho mình nha. Chốt 28 cái áo này nha mọi người ơi. Mẫu này là số 28, 55kg đồ lại mặc vừa. 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 28 nha. Số 28 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 28 cho mình nha. Chốt số cho mình nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 28 giùm em nha. 28 nha mọi người. Cực kỳ dễ thương luôn nha. Chỉ 69k rất là rẻ nha mọi người ơi. Rất là rẻ luôn. Rồi chốt số 28 cho Bùi Thị Hoài Viên nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Còn rất nhiều mẫu len đẹp nha. Mọi người like chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Like chia sẻ bài giùm em nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Chia sẻ để mua với giá 69k nha mọi người. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Còn có rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người. Rồi một cái áo len màu này tay dài cực kỳ dễ thương. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 28 cho mình nha mọi người. Len cực kỳ đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt 29 cho mình nha mọi người ơi. Mẫu này 29 nha. Bạn nào chốt mẫu này chốt 29 cho mình nha mọi người. Chốt 29. Rồi chốt 29 cho Trang Phan nha. Mọi người like và chia sẻ bài trong nhóm cho mình nha mọi người ơi. Mọi người ơi like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 30 giùm mình nha. Chốt 30 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này số 30 nha. 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người. 55kg đồ lại mặc vừa cái áo này nha mọi người. Chỉ 69k. Mọi người chia sẻ bài trên trang cá nhân và trong các nhóm giùm em nha mọi người ơi. Like và chia sẻ để mua với giá 69k nha. Áo này chỉ có 69k thôi nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 30 giùm mình nha. Mẫu này là 30 nha mọi người. 55kg lại mặc vừa. Chỉ 69k cực kỳ rẻ luôn nha mọi người ơi. Cực kỳ rẻ nha. Len cực kỳ đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 30 nha. Mẫu này 30 nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 30 giùm em nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 30 giùm em nha mọi người ơi. 55kg lại mặc vừa. Chỉ 69k thôi nha. 69k cái áo này nha. Mỹ Hiệp ơi, chị ơi, chị có còn một màu này thôi nha, chị Mỹ Hiệp ơi. Chị lấy mẫu này thì chốt 30 giùm em nha. Mẫu này 55kg đồ lại nha. Chỉ còn một màu duy nhất nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 30 giùm em nha. Màu xanh này rất là đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 30 giùm mình nha mọi người. Chỉ 69k thôi nha.
bạn nào lấy mẫu này chốt số 30, 30 nha mọi người. Rồi chốt 30 cho Mỹ Hiệp nha. Chị Mỹ Hiệp ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Còn rất là nhiều mẫu nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Like và chia sẻ bài giùm em nha. Chị Mỹ Hiệp ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Mỹ thì đôi cho em địa chỉ của chị, mang ship hàng cho chị luôn nha. Toàn bộ đều toàn bộ là hàng Quảng Châu nha mọi người ơi, hàng Quảng Châu nha, hàng mới nha. Rồi một cái áo này cũng cực kỳ đẹp luôn. Bạn nào lấy mẫu này chốt 31 cho mình nha mọi người. Mẫu này 31 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 31 giùm em nha mọi người ơi. Chỉ 69k, 69k cực kỳ rẻ luôn nha mọi người. Cực kỳ rẻ nha, cực kỳ rẻ nha mọi người ơi. 69k cái áo này. Bạn nào lấy mẫu này chốt 31 giùm em nha. Rồi chốt 31 cho cà phê sữa nha. Cà phê sữa ơi bạn ơi, cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Chị cà phê sữa ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Em chúc 31 cho chị cà phê sữa rồi nha. Chị cà phê sữa ơi, cho em xin địa chỉ luôn nha chị ơi, xin phải địa chỉ luôn nha chị ơi. Rồi một cái áo cổ tim này cũng rất là đẹp nha mọi người, chỉ 69k thôi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 32 giùm em nha. Chốt 32 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này 32 nha. 55kg được lại mặc vừa nha mọi người. 55kg được lại mặc vừa cái áo này nha. Chỉ 69k thôi nha mọi người. 69k thôi để có một cái len xuyên khớp. Mọi người ơi, mọi người nhanh tay chốt đi à. Cái này là màu len len nhũ nha. 69k thôi mọi người ơi. Mọi người chia sẻ để mua được siêu phẩm với giá 69k đi mọi người. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này 55kg đồ lại mặc vừa. Bạn nào lấy mẫu này chốt 32 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này 32 nha. Chị cà phê sữa ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Mẫu này 32 nha mọi người ơi. 32 nha. Màu này cực kỳ đẹp nha mọi người. Màu này cực kỳ đẹp luôn nha. Ở ngoài rất là đẹp nha mọi người. Lên nãy giờ toàn bộ đều là cái nào cũng đẹp hết. Bạn nào lấy chốt hàng cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha mấy bạn ơi. Mẫu này nha mọi người, mẫu này là 32 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 32 giùm em nha. Mẫu này 32 nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Mấy chị ơi, mấy chị like và chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người ơi. Mọi người like chia sẻ bài giùm mình nha. Like và chia sẻ trên trang cá nhân trong các nhóm giùm mình nha mọi người ơi. Chia sẻ bài giùm mình mọi người ơi. Mọi người ơi, mọi người còn đó không? Cho mình xin một chấm đi mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Mọi người like chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Like và chia sẻ chia sẻ trên trang cá nhân cho các nhóm cho mình nha mọi người. Một cái áo mặc vai nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 33 cho mình nha mọi người ơi. 33 mẫu này nha mọi người. Mẫu này 33 nha. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này là 33 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 33 nha mọi người ơi. 55 cứ lại một vừa áo này nha. Áo này cũng cực kỳ đẹp luôn. 69k áo này. Bạn nào lấy mẫu này chốt 33 nha mọi người. Mẫu này 33 nha mọi người ơi. Mọi người chốt 33 giùm mình nha. Chốt 33 nha mọi người ơi. Mẫu này là số 33. Bạn nào lấy mẫu này chốt 33 giùm em nha mọi người ơi. 55kg là
lại mọi người chỉ 69k mẫu này nha mọi người, 69k mẫu này. Rồi mẫu này nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn nha. Bạn nào thích mẫu này chụp lại màn hình gửi mình nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một trống luôn nha mọi người. Like và chia sẻ để mua với giá 69k nha mọi người ơi. Cực kỳ rẻ và cực kỳ đẹp luôn nha. Ở ngoài rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Like xong đồ và sẽ like. Mình sẽ like ghép cho mọi người. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Mọi người còn đó, mọi người cho mình xin một trống đi mọi người ơi. Rồi một cái áo này cũng cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt 34 giùm em nha. Mẫu này số 34 nha mọi người. Toàn bộ len ở đây là đều là hàng Quảng Châu. Đáng đâu không đủ tiền mua đâu. Mẫu này nha mọi người ơi. Mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 34 giùm mình nha mọi người. Mẫu này 34 nha. Mọi người ơi, bạn nào lấy mẫu này chốt 34 giùm mình nha. Mọi người ơi, mẫu này số 34 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 34 giùm em nha mọi người ơi. 34 nha. 55kg lại một người nha mọi người. 55kg lại một người nha. Dễ thương quá à. Bạn nào lấy mẫu này chốt 34 giùm mình nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặt vừa. 5 rồi chốt cái này cho Lê Thảo rồi nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. Bạn Lê Thảo ơi, cho mình xin số lại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Một chiếc áo bút kỳ bằng len cotton cực kỳ đẹp nha mọi người. Chiếc áo cực kỳ dễ thương này chỉ với giá 69k thôi. Mọi người tiếp tục like và share để mua với giá 69k nha mọi người ơi. Rồi bạn nào lấy mẫu này chốt 35 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này 35 nha. 35 mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào cực kỳ đẹp thôi nha mọi người. Bằng len cotton chứ không phải bằng gốm đâu nha mọi người. Len Montagu nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 35 giùm em nha. Mẫu này 35 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 35 giùm mình nha mọi người ơi. Rồi 35 chốt cho Tú Quyên nha. Còn cái mọi người vẫn còn nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 35 giùm em nha. Mẫu này 35 nha, cái này là bằng len Montagu nha mọi người, phải là thun nha, len nha, cực kỳ mát, cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ luôn. Mọi người like và chia sẻ bài cho mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài cho mình, còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người. Mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha, bạn nào lấy mẫu này chốt 35 giùm em nha mọi người ơi, chốt 35 giùm em nha. Còn hai cái nha mọi người ơi, mọi người nhanh tay chút hàng đi mọi người ơi. Còn hai cái duy nhất thôi mọi người ơi, hai cái duy nhất thôi nha. Bạn nào lấy mẫu này chút 35 giùm em nha mọi người, chút 35 nha. Rồi chút 35 cho My Đặng nha, My Đặng cho xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Mấy chị ơi, mấy chị đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha mấy chị ơi. Còn rất là nhiều.
còn nha chị Linh Trần ơi, còn luôn nha, nếu chị lấy cái đó thì còn một cái nha chị Linh Trần ơi, chị lấy cái đó thì ok lại giùm em, ok kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Mọi người like chia sẻ bài giùm mình nha mọi người, like chia sẻ bài giùm em nha, còn rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha. Rồi chiếc áo màu xám tên đi xuyên binh ở tay rất là điều đà nha mọi người. Mọi người có thể phối với váy trắng hoặc là váy đen thì mọi người sọt như bạn mẫu đang mặc. Mọi người ơi nhanh tay chốt đi vì mỗi cho chị xem giới hạn phải đúng không? Xanh rất là đẹp. Mẫu này nha, mẫu mình đang mặc là 36 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu đó thì chốt 36 giùm em nha. 36 nha mọi người ơi. Rồi cái này phải không chị Linh Trần ơi? Cái này đúng không chị? Cái này là cái rớt file nè. Chị lấy cái này thì ok lại giùm em nha. Ok kèm theo số điện thoại địa chỉ giùm em luôn nha. Lu ơi, 36 này hợp với Lu á, Lu đi Lu. Rồi bạn nào chốt mẫu này? Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc con chốt 36 giùm mình nha mọi người ơi, chốt số 36 giùm em nha. 55kg đồ lại một vừa nha mọi người ơi, 55kg đồ lại một vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 36 nha. 36 chỉ 69k thôi nha mọi người ơi, 69k mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 36 chỉ 69k thôi mọi người ơi, 69k thôi mấy chị ơi. Mấy chị like và chia sẻ bài giùm em. Siro ơi, 69k nha chị ơi, 69k cái áo này nha. Áo này cực kỳ đẹp nha, là len nha mọi người ơi, len cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn nha, mà là hàng mới nữa nha mấy chị ơi, là hàng mới nữa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 36 giùm em nha mọi người ơi, chỉ 69k thôi nha. Áp dụng cho bạn nào like chia sẻ livestream của mình nha. Chị Linh Trần ơi, chị lấy cái áo xanh thì chị ok lại giùm em nha, ok kèm theo số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Phải không chị Linh Trần ơi? Mẫu mình đang mặc chỉ có một màu thôi nha Duyên Duyên ơi. Mẫu đang mặc chỉ có một màu thôi em ơi. Chị xem mẫu nào dùm em chị Linh Trần nha Mi Đặng. Dài, khỏi lo. Bây giờ thay ra rồi Mi Đặng ơi. Rồi cái áo nó dài á Mi Đặng, Mi Đặng mặc được luôn. Mi Đặng lấy thì chốt 36 giùm chị nha. Rồi cái màu xanh này đúng không chị Linh Trần ơi? Đúng thì ok lại dùm em nha. Bạn nào lấy rồi chốt 36 cho Duyên Duyên nha. Bạn Duyên Duyên ơi, cho mình xin số điện thoại địa chỉ các bạn ơi. Bạn nào đang có live stream cho mình xin một chấm luôn nha. Cho mình xin một chấm. Rồi chốt 36 cho bạn Duyên Duyên rồi nha. Rồi ok chị Linh Trần, chị ơi cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Mấy chị đặt hàng ngày mai em ship, nhớ nghe điện thoại giùm em nha mấy chị ơi. Like rất là khổ nha. Ngày mai em sẽ mấy chị nghe máy giùm em nha. Rồi ok Duyên Duyên, mai tranh thủ ghé lấy giùm chị nha em ơi. Rồi một cái áo này cũng cực kỳ đẹp cho mọi người ơi, áo này rất là dễ thương nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 37 cho mình nha mọi người, 37 cái áo này nha. Mẫu này là 37 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 37 giùm em, chỉ 69k thôi nha. Chốt số. Rồi chốt 37 cho Tú Hà nha. Tú Hà ơi, bạn cho số điện thoại đi bạn ơi. Rồi chốt 37 cho Tú Hà rồi nha. Mọi người like chia sẻ. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giờ.
giùm mình nha mọi người ơi. 132 người coi rồi mọi người ơi, mọi người tiếp tục chia sẻ livestream đi ạ. Để cho lên mức 150 người coi em sẽ tặng một siêu phẩm trong đêm nay ạ. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ livestream cho em đi mọi người ơi. Mọi người chia sẻ livestream cho mọi người có động lực để lan hàng đẹp cho mọi người mang mọi người lan. Mọi người em cùng vẽ cùng son. Mọi người ơi, like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Địa chỉ luôn nha mấy bạn ơi, ngày mai mình ship hàng mấy bạn nhớ nghe điện thoại giùm mình nha. Rồi chốt 38 cho Đoàn Thanh Hồng rồi nha. Rất là đẹp nha. Xin chào cả nhà nha mọi người. Xin chào cả nhà. Cả nhà chia sẻ bài giùm em. Mọi người ơi, mọi người tiếp tục chọn những siêu phẩm sau đi nha chị. Chị Siro ơi, em hết 38 rồi nha, 38, 55 ký vẫn vừa cho chị. Vì là Lê, My ơi, thấy My nha, mà My bình luận chậm quá mà. Thấy My nhưng mà My chút sau nha My ơi. Ở đây cũng đẹp nè mọi người ơi, lật vai hay là cổ tim đều được. Mẫu này 99k nha. Mẫu này 99k nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này 99k mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 39 giùm mình nha mọi người. Mẫu này mình, mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này là mẫu dài nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Mẫu này có hai màu nha mọi người, màu trắng và màu đen nha. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này là ơi, bạn nào lấy mẫu này 39 nha. Mẫu này có 5 chiếc, mọi người theo hồi chọn luôn. Mẫu này có 5 cái nha, mọi người. 5 chiếc trở xuống là vừa. Bạn nào lấy mẫu này chốt 39 giùm em nha mọi người ơi. Mẫu này 55 ký lại mặt người nha. 5. Rồi, chốt màu đen cho Phúc. Rồi, chốt cho Phúc nha. Phúc một cái, vẫn còn nha mọi người ơi, vẫn còn nha. Vẫn còn nha mọi người ơi, vẫn còn nha mọi người. Rồi chốt 39 cho chị No Bro cái gì đây. Rồi chị ơi, chị cho em số điện thoại địa chỉ rồi mà em. Mai em xin cho. Chị ơi cho em xin số điện thoại địa chỉ mà em ship hàng cho chị luôn nha. Vẫn còn 39, vẫn còn nha mọi người ơi. Mọi người chốt 39 đi nha mọi người ơi. 39 cực kỳ đẹp, cực kỳ dễ thương nha. Mã 39 là 99k nha mọi người ơi. Mã 39 là 99k nha. Chị rồi chốt đi. Rồi mẫu mình đang mặc nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 40 giùm em. Mẫu này chốt 40 giùm em nha. 55kg là mặc vừa chị. 69k cái mẫu này nha mọi người ơi. 69k mẫu đang mặc. Bạn nào lấy mẫu này chốt 40. Bạn nào lấy mẫu này chốt 40 giùm mình. Mẫu này 40 nha mọi người ơi. Mẫu này 40. Bạn nào lấy mẫu này chốt 40 giùm mình nha mọi người ơi.
Mẫu này là 40 nha. Bạn nào lấy mẫu này cho 40 giùm em nha mọi người ơi. 55kg rồi lại mặc vừa mẫu này nha. 55kg rồi lại mặc vừa nha mọi người ơi. 55kg rồi lại mặc vừa nha. Mọi người like và chia sẻ. 40 còn 10. 40 còn màu trắng nha. Rồi 40 có một màu này thôi nha Phúc Phúc ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 40 giùm em nha. 55kg rồi lại mặc vừa nha. 40 này chỉ có 1 màu thôi nha mọi người. Mọi người nhanh tay chốt đi ạ. Mẫu này là mẫu đen hot à. Mẫu này 40. Bạn nào lấy mẫu này chốt 40 giùm em nha. Chốt 40 giùm em nha mọi người ơi. Chốt 40 giùm em nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 40 giùm em nha mọi người ơi. Bạn nào đã có live stream cho mình xin một chấm luôn nha mọi người ơi. 132 người xem rồi, chỉ còn 18 người xem nữa thôi là được tặng siêu phẩm đó mọi người ơi. Mọi người tiếp tục chia sẻ live stream đi ạ. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Áo này là 40, bạn nào rồi chốt 40 cho chị Ngà Phạm nha. Rồi chị Ngà Phạm ơi, chị cho em địa chỉ luôn nha, cái gì mai em ship hàng cho chị luôn nha chị ơi. Bạn nào lấy mẫu nào thì cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Ngày mai mình ship hàng mấy chị. Ngày mai em ship hàng mấy chị nghe máy giùm em nha. Rồi còn 40 không? Rồi 40 hết rồi Phúc ơi. Ai bị Phúc suy nghĩ lâu quá chứ. Rồi một cái áo này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt 41 cho mình nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này 41. Chốt 41 cho em nha. Mẫu này là 41 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 41 cho mình nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 41 cho mình nha. 55kg đồ lại mặc vừa nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặc vừa, toàn bộ đều là hàng mới nha mọi người, là hàng Quảng Châu nha. Cực kỳ rẻ luôn nha mọi người ơi, rất là rẻ nha. Rồi chốt 41 cho Phúc Peter nha. Chốt 41 cho Nguyễn Mộng Điệp nha. Rồi 41 hết rồi nha mọi người ơi. 41 có màu đen nha. Phúc ơi, 41 có màu đen nữa. Phúc lấy đen hay trắng? Màu đen còn mấy cái. À, Phúc dễ thương, Phúc đẹp gái. Chị nơ bình cái gì đó, chị lấy màu đen không? Còn màu đen rồi chị ơi, màu trắng em hết rồi. Chị lấy màu đen thì ok lại giùm em với nha. Phúc lấy màu đen thì ok lại giùm cháu luôn nha Phúc ơi. Rồi mẫu mình đang mặc nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 42 giùm mình nha. Rồi chốt cho Phúc nha. Chị ơi còn màu đen á, chị có lấy không chị ơi? Mẫu này nha, mẫu này là 42 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 42 giùm mình nha mọi người ơi. Rồi chốt 42 cho Duyên Duyên nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm mình với nha. Dạ. Chị ơi, chị cho em địa chỉ đi. Ngày mai em gửi bưu điện cho chị hay là chị ghé lấy. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm em với nha mọi người ơi. Rồi mẫu này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt 35 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này là 35 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 35 giùm em nha. 35 mẫu này nha mọi người. 55kg rồi lại mặc vừa nha. 55kg rồi lại mặc vừa nha. Cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 35 nha. Chỉ 69k mà vải cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Là hàng Quảng Châu nha mọi người ơi.
toàn bộ đều là hàng mới hết nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt 35 giùm em nha. Mẫu 35 này cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Cực kỳ đẹp, cực kỳ dễ thương, cực kỳ rẻ. Bạn nào lấy mẫu này chốt 35 giùm em nha mọi người. 35 nha, chỉ 69k. Cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ luôn. Thả áo ra đi. Thả áo đi ra đi con. Đây nha chị Linh Trần ơi, áo nó như thế này nha chị ơi. Rồi áo này nha, bạn nào lấy mẫu này chốt 35 giùm mình nha mọi người ơi. Chốt 35 giùm em nha. Hàng cực kỳ đẹp mà cực kỳ rẻ luôn nha mấy chị ơi. Rồi chốt 35 cho chị Linh Trần nha. Ai có đơn rồi chị Linh này dồn đơn giùm em nha. Rồi ok chị Linh Trần nha. Ai có đơn rồi thì đi dồn đơn giùm em nha mọi người, để em biết đường nha, để hỏi sót nha. Xin chào cả nhà. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình mọi người ơi. Rất là nhiều phim. Wow. 264 kìa 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 kìa. Thiện Lữ phường, phường Yên Thế. Thiện Lữ ở trong này. Còn rất nhiều là... Hả? Sao dữ vậy? Mày đen. Rồi mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 36 giùm em nha mọi người. Mẫu này 36 nha. Mẫu này cực kỳ dễ thương luôn nha mấy bạn ơi. Chỉ 69k thôi nha. 69k cái áo này là hàng Quảng Châu, hàng mới nha mọi người. Là hàng... Mọi người ơi, chất vải cực kỳ đẹp nha mọi người. Đây là hàng Quảng Châu nha mọi người. Rồi 35 hết rồi nha chị Siro ơi. 35 hết rồi nha chị ơi. Mẫu này là 36 nha. Bạn nào lấy mẫu này. Rồi chốt 36 cho chị luôn nha. Chốt 36 rồi. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm em nha. 36 hết rồi nha chị Thảo ơi. Thảo đâu? Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mọi người. Mọi người like và chia sẻ bài giùm em với nha mọi người ơi. Mẫu này nha mọi người ơi. Cái dây áo nó bị dính, bị dơ một chút xíu thôi nha. Dơ một chút xíu thôi nha. Em nói trước cho mấy chị nha, áo này ở ngoài cực kỳ đẹp luôn, vải rất là dễ thương, vải rất là đẹp luôn á. Chị 69k thôi. Chất vải dạ, vải cực kỳ đẹp luôn. Áo này rất là dễ thương. Bạn nào lấy mẫu này chốt 37 giùm em. Mẫu này là 37 nha mọi người ơi, 55kg lại mặc vừa nha. Mẫu này rất là dễ thương nha mọi người. Áo này bình thường em bán 255.000 à. Mẫu này nha. Mọi người tiếp tục lên số đi ạ. Áo này rất là dễ thương nha. Chỉ 69k cái áo này thôi nha mọi người ơi. 69k mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 37 giùm em nha mọi người. Chốt. Bạn nào lấy mẫu này chốt rồi chốt 37 cho chị Linh Trần rồi nha. Vẫn còn nha mọi người ơi, vẫn còn nha. Rồi chốt 37 cho chị. Rồi còn một cái nữa em chốt cho chị Tú Yên nha. Chị Tú Yên ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Bạn nào có đơn hàng ngày mai em ship mấy chị nghe điện thoại giùm em với nha. Mấy chị đặt hàng đừng xả hàng nữa nha mấy chị ơi. Bạn nào chắc chắn đặt thì hẳn đặt nha. Vì like rất là mệt nha mấy chị ơi. Rất là khổ nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị ơi. Mấy chị like và chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Còn rất là nhiều mẫu mẫu đẹp nha. Rồi cái này dễ thương nha. Rồi cái mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này con chốt số 38 giùm em nha. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn nha. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ơi. Mẫu này rất là đẹp nha. Rồi chốt cho Nguyễn Mộng Điệp rồi nha. Vẫn còn nha mọi người ơi, vẫn còn nha. Rồi chốt 38 cho My Đặng luôn nha. Chốt cho My Đặng nha.
Rồi chốt 38 cho My Đần, chốt 38 cho Nguyễn Mộng Điệp nha. Chị Hoàng Anh ơi, có nha chị ơi, chị ghé 86 của Diễn Lan Biên Sắp coi, coi giùm em nha. Không phải cũng mày. Rồi 38 hết rồi nha mọi người ơi. Kêu mẫu bỏ áo. Rồi 38 em, rồi 38 hết rồi nha mọi người ơi. 38 em hết rồi nha. Còn rất là nhiều mẫu mọi người chọn giùm em nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu nha. Mọi người ơi, còn rất là nhiều mẫu nha mọi người ơi. Mọi người like và chia sẻ cho mình nha mọi người ơi. Mấy chị ơi, mấy chị like và chia sẻ ba giùm em mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi, rất là rẻ nha, 69k, cái nào cũng đẹp hết, cái nào em cũng mua. Mẫu này 40 nha mọi người ơi. Mẫu này 40 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 40 giùm em nha mấy bạn ơi. Mấy chị ơi, mẫu này là số 40. 55kg đồ lại mặc vừa thôi nha, 55kg đồ lại mặc vừa. hàng mới nha mọi người, toàn bộ đều là len Quảng Châu nha. Mẫu này nha mấy chị ơi, bạn nào lấy mẫu này chốt 40 giùm em nha. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em mấy chị ơi. Mẫu này nha mấy chị ơi, mẫu này là số 40 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 40 giùm em nha mấy chị ơi. Rồi chốt 40 cho mắm Yumi nha. Bạn ơi, bạn cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Bạn mắm Yumi hình như là. Xin chào Vân Anh. Xin chào chị Vân Anh, chia sẻ bài giùm em với chị Trắng ơi. Xin chào cả nhà nha, mọi người like chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Tất cả là im lặng đi. Cái này là 41 nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 41 giùm em nha. Đây là form rộng nha mọi người. Mẫu ở đây ra phía sau cho mọi người xem đi. Nó là form rộng nha mọi người. 60kg cũng có thể quan chiên được. Mọi người ơi, cái vải này cực kỳ chất luôn. Là vải len Mutari nha mọi người. 41 mẫu này nha mấy chị ơi. 41 là mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 41 giùm em nha mấy chị ơi. Em chắc chắn với mọi người là không ở đâu mấy chị có thể mua rẻ như ở đây ạ. Rồi chốt 41 9.000 thôi nha. Rồi chốt 41 cho Linh Trần nha. Mẫu này là len Quảng Châu nha mọi người. Rồi chốt. Hạnh Hồng ơi, đã hết. Rồi chốt 41 cho bạn Linh, cho chị Linh Trần rồi nha mấy chị ơi. 41 hết rồi nha mấy chị ơi. Còn rất là nhiều mẫu nha. Trong thời gian chờ đợi mấy chị like và chia sẻ bài giùm em với mấy chị ơi. 41 hết rồi, mọi người đợi xem mẫu sau đi nha mọi người. Mấy chị ơi, ngày mai em xếp hàng mấy chị nhớ nghe máy giùm em với nha. Bạn Can thành khẩn xin mọi người nghe máy giùm. Chưa nắng mà em đi xếp hàng cho mấy chị mà em gọi điện mấy chị không nghe. Trời ơi, thiệt tình chứ. Chứ là tội nghiệp đánh giá quá thiệt. Bạn Trang phải uống rất vui. Một ngày đến 3 lon rồi đó. 3 lon rồi tất cả. Mọi người ơi, tiếp tục một siêu phẩm nha mọi người. Mẫu này thì 51kg con chen được thôi ạ. Mẫu này 50kg đồ lại mặc vừa. 50kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha mọi người ơi. Chị Phúc xinh đẹp ơi, chị chia sẻ chưa ạ? Nếu chị chưa chia sẻ thì em sẽ tính chị với giá 99k nha chị Phúc xinh đẹp. Bạn nào lấy mẫu này chốt 42 giùm em nha. Chốt 42 giùm em mẫu này nha mọi người ơi. 50kg đồ lại mặc vừa mẫu này nha. 50kg đồ lại mặc vừa mẫu này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 42 nha. Mẫu này 42 nha mấy chị ơi. Mẫu này mẫu này 42 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 42 giùm em nha mấy chị ơi. Chỉ 69k thôi nha. Len cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi. Mở
mẫu này cực kỳ đẹp luôn mọi người ơi, cũng là một chiếc len Montagy à. Mắm Yumi ơi, 86 của Nhĩ Lan nha bạn ơi. Rồi chốt 42 chị My Đặng nha. Mắm Yumi ơi, bạn kia lấy thì cho mình số điện thoại đi bạn ơi. Mấy chị ơi, mấy chị like và chia sẻ bài giùm em. Mấy chị ơi, lên 150 người coi em sẽ là em sẽ chơi mini game tặng quà nha mấy chị ơi. Mấy chị chốt hàng cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. 42 hết rồi nha mọi người tiếp tục lên mã khác đi ạ. 42 hết. Xin chào cả nhà, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình với. Like và chia sẻ bài giùm mình với nha mọi người ơi, còn rất là nhiều, còn rất là nhiều len nha. Cho em số điện thoại đi ạ. Bạn đi quá. Mai ghé lấy giùm nha mắm Yumi ơi. Xin chào cả nhà, xin chào mọi người. Mọi người like và chia sẻ bài giùm em với nha. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha mấy chị ơi. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha. Cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này nha, bạn nào lấy mẫu này chốt số 43 giùm em nha mấy chị ơi, 43 mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 43 giùm em nha mấy chị ơi, 43 mẫu này nha. Mọi người ơi, mọi người sẽ không thất vọng khi nhận một chiếc áo này đâu ạ, chỉ có giá 69k nhưng mà mọi người nhận được một sản phẩm cực chất nha, đây là len Quảng Châu nha mọi người. Là hàng mới nha mọi người ơi, toàn bộ đều là hàng len Quảng Châu, hàng mới nhưng mà mình chỉ bán có 69k. Rất là rẻ luôn nha mọi người, rất là rẻ mà đẹp nữa nha. Cái này là form ôm nha chị ơi, form ôm nha chị. Form ôm, bạn nào lấy mẫu này thì chốt 43. Rồi chốt 43 chị Yến Đặng nha. Chị ơi cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Cái gì mai em ship hàng cho chị luôn nha. Mọi người ơi làm ơn làm, cực thích rồi hãy chốt nha. Đừng chốt rồi để xả thì mất công em like lắm à. Mọi người chia sẻ bài giùm em với mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu đẹp nha. Còn rất nhiều mẫu đẹp nha mấy chị ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Chị Yến Đặng ơi, chị cho em xin số điện thoại luôn nha chị ơi. Cho em xin số điện thoại rồi cái gì mai chị ghé lấy giùm em với nha. Mọi người ơi, mọi người like chia sẻ bài giùm em nha mọi người ơi. Cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi, cực kỳ đẹp luôn nha. Mấy chị ơi, mấy chị đang coi livestream cho em xin một chấm. Rồi cái áo này cũng cực kỳ đẹp nha mọi người. Áo này là màu rút nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 44 giùm em nha. Chị Yến Đặng ơi, cho em xin số điện thoại luôn nha chị Yến Đặng ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 44 giùm em nha. Mẫu này 44 nha mấy chị ơi. Rồi ok chị Yến Đặng nha. Mai chị ghé lấy sớm giùm em với nha chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 44 giùm mình nha mọi người. Xin chào Thùy Vũ. Bạn nào lấy mẫu này chốt số giùm mình nha, chốt 44 giùm mình nha mọi người. Rồi, chốt 44 cho Bùi Thị Hoài Uyên nha. Mấy cái mà. Mấy chị ơi, mấy chị đang coi livestream trên xin một chấm nha mấy chị ơi. Nha em ơi, Colini 69k nha. Rồi 44 em chốt cho chị, cho Hoài Uyên rồi, hết 44 rồi nha mấy chị ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha. Chị nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha mấy chị ơi. Chị nào đang coi livestream cho em xin một chấm luôn nha. Rất là nhiều mẫu đẹp nha mấy chị ơi. Rồi mẫu này nha, mẫu này là 45 nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 45 giùm em với nha. Mẫu này là 45 nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 45 giùm em nha. Mẫu này 45 nha mấy chị. Mẫu này 45 nha mấy chị ơi, 45 nha mấy chị ơi. 69k nha, chị 69k thôi nha mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ luôn nha mấy chị. Bạn nào lấy mẫu này chốt 45 giùm em, mẫu này 45. 45 nha mấy chị ơi, 45 nha mấy chị ơi. Mẫu này là form ôm. Bạn nào lấy mẫu này
Chị ơi, còn nhiều mẫu lắm chị ơi, còn nhiều mẫu phong động lắm chị. Bạn nào đang coi livestream cho em rồi chốt 445 cho bạn Colini nha. Bạn ơi cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Bạn ơi cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha. Bạn nào chốt hàng cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha mấy bạn. Cực kỳ đẹp, cực kỳ dễ thương luôn nha. Rất là đẹp nha mấy chị. Cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ. Mọi người nhận hàng sẽ không bị rút vòng đâu ạ. Vải cực kỳ chất luôn nha mọi người. Này là đen Quảng Châu nha mọi người ơi. Mấy chị ơi, mấy chị đang coi livestream cho em xin một chấm chia sẻ bài giùm em với. Bạn Colini ơi, bạn ơi cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn bạn ơi. Có gì ngày mai mình ship hàng cho bạn nha. Siêu thị có mát rồi, ok nha, ok em nha. Rồi mai chị ship nha. Rồi mẫu này nha mọi người ơi. Mẫu này, bạn nào lấy mẫu này chốt 45 cho mình. À 46 cho mình nha mọi người. Mẫu này 46. Bạn nào lấy mẫu này form rộng nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 46 cho em nha. 46 mẫu này nha mọi người ơi, 46 mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang mặc chốt 46 cho mình nha mấy chị ơi, 46 nha. 46 nha mọi người ơi. Mẫu này có 3 chiếc mọi người nhanh tay đi à. Khoảng này mẫu này là form rộng nha. 60 kg có thể bao chen được luôn nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt 46 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này 46 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 46 giùm em nha mấy chị ơi. 46 mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 46 giùm em nha mấy chị ơi. 46 nha, còn rất là nhiều mẫu lên nha mấy chị ơi. Rất là nhiều mẫu lên nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 46 giùm em nha mấy chị ơi. 46 nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Mẫu này 46 nha. Đây là len Bundagi nha mọi người. Len Bundagi hàng Quảng Châu nha. Chị 69k nha. 69k mẫu vừa rồi nha mấy chị ơi. 69k nha. Mẫu này nha mấy chị ơi. Mẫu này là form rộng nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 46 giùm em với nha. Mẫu này 46 nha. Vải cực kỳ đẹp luôn nha mọi người ơi. Vải cực kỳ đẹp luôn nha. 46 nha mọi người ơi. 46 nha. Mẫu này là 46 nha mấy chị ơi. 46 mẫu này nha. Len này nha mọi người ơi. Cái này nha, cái này là form ôm nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 47 giùm em với nha. Mẫu này là 47 nha mọi người ơi. Len như thế này nha. Len Bundagi nha. Hàng mới nha mọi người ơi. Chỉ 69k một cái thôi nha. Bạn nào lấy mẫu mình đang cầm con mình chốt 48 giùm mình nha. Chốt 47 à. Phải còn nha Hoàng Kim Trân ơi, bạn tiếp tục chốt đi à. Áo len bút chì còn nha các bạn. Bạn Hoàng Kim Trân ơi, bạn chốt cái áo đó thì cho mình số điện thoại địa chỉ nha. Cho mình số ok và cho mình số điện thoại địa chỉ luôn nha bạn ơi. Rồi mẫu này nha mọi người, mẫu em đang cầm là 48 nha. Bạn nào chốt mẫu này chốt 48 giùm mình nha mọi người. 55kg đổ lại mặt vừa nha. 55kg đổ lại mặt vừa. Cái áo này cực kỳ đẹp và cực kỳ dễ thương nha. Rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn nha. Mẫu này nha mọi người, mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 48 giùm mình nha mọi người. 48 cái áo này 55kg đổ lại mặt vừa nha. Cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp nha, vải rất là đẹp luôn nha. Là hàng mới nha mọi người, hàng mới luôn nha. Mẫu này 48 nha mọi người ơi, 48 nha. Còn rất là nhiều mẫu nha mọi người ơi, còn rất là nhiều mẫu nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm mình với nha. Like và chia sẻ để mua với giá được áp dụng cho bạn nào like và chia sẻ với giá 69k nha mọi người ơi. 69k nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình với nha mọi người ơi. Có rất là nhiều mẫu đẹp nha mọi người. Rất là nhiều mẫu đẹp nha. Rồi mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 49 giùm mình nha mọi người. Mẫu này là 49 nha.
nào lấy mẫu này chốt, chốt 49. Chốt 49 cho mình nha mọi người ơi, chỉ 69k thôi nha, 49 cái mẫu này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 49 cho mình nha. Mẫu này 49 nha mọi người ơi. Mẫu này 49 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 49 cho mình nha mọi người ơi. Chốt 49 nha, chỉ 69k mẫu này nha. 55kg lại mặt vừa nha mấy chị ơi. 55kg lại mặt vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 49 cho mình nha mọi người ơi. 49 mẫu mình đang mặc nha mọi người. Cực kỳ đẹp mà cực kỳ rẻ luôn nha. Cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ nha nha mấy chị ơi. 49 mẫu này nha mấy chị ơi. 49 mẫu này nha mấy chị ơi. Rồi chốt số 49 cho Thanh Trần nha. 49 cho Hậu Nguyễn nha. Mấy chị ơi cho em xin số điện thoại địa chỉ mấy chị ơi. 49 hết rồi nha mấy chị. Mấy chị ơi, mấy chị chia sẻ bài giùm em nha mấy chị ơi. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha mấy nha. Lên 150 bạn coi mình sẽ làm, mình sẽ chơi mini game tặng đồ nha mọi người ơi. Còn rất là nhiều mẫu đẹp, còn rất là nhiều mẫu đẹp. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình. Like và chia sẻ bài giùm mình với nha mọi người ơi. Rồi cái này nha mọi người ơi, mẫu này nha, 55kg lại mặt vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 50 giùm mình nha mọi người. Chốt 50 cái này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 50 giùm em với nha. Mẫu này 50 nha mấy chị ơi. Rồi mẫu này là 50 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 50 giùm em với nha. 55kg lại mặt vừa nha mấy chị ơi. 55kg lại mặt vừa nha. Mẫu này 55kg lại mặt vừa. Bạn nào lấy mẫu này chốt 50 giùm em nha. Chốt 50 giùm em với nha mấy chị ơi. Mẫu này cực kỳ xinh luôn nha mấy chị. Bạn nào lấy mẫu này chốt 50 nha. Len cực kỳ đẹp nha. 50 cái này nha mấy chị ơi. 50 cái này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 50 giùm mình với nha mọi người ơi. Chốt 50 nha. Rồi chốt 50 cho Phan Lan nha. Rồi mấy chị ơi, mấy chị cho em xin một chấm đi mấy chị ơi, còn rất là nhiều. Mấy chị chia sẻ bài giùm em ơi mấy chị ơi. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị ơi. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm với nha. Rồi cái này màu đen nha mấy chị ơi. Cái này là form ôm nha. 55kg lại mặc vừa cái này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 51 cho mình nha. 51 cái kiểu này nha. 51. Bạn nào lấy mẫu này chốt 51 giùm em với nha. Cái này 51 nha mấy chị ơi. Chỉ 69k thôi nha. 51, 69k nha. 55kg lại mặc vừa nha mấy chị ơi. 55kg lại mặc vừa nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 51 giùm em nha. Chốt 51 giùm em nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 51 giùm em nha mấy chị ơi. Len cực kỳ đẹp nha, len tâm nha. Là hàng mới nha. Chị 69k mẫu này nha. 69k mẫu này nha mấy chị ơi. Rồi chốt cái này cho anh Nguyễn nha. Còn rất là nhiều mẫu mấy chị like và chia sẻ bài giùm em với nha mấy chị ơi. Bạn nào còn đang coi livestream cho mình xin một chấm với nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình với nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm em với nha. Còn rất là nhiều mẫu len đẹp nha mấy chị ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình với nha mọi người. Rồi một cái áo này nha. Áo này nha. Bạn
Bạn nào lấy mẫu này chốt 52 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này 52 nha. Mẫu này 52 nha mấy chị ơi. Mẫu này 52. 55kg lại mặt vừa. Xin lỗi Hạnh ơi, không có chân tay dài màu đen nha, xin lỗi Hạnh. Bạn nào lấy mẫu này chốt 52 giùm mình nha. Quần, quần không bán nha bạn ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt. Bạn nào lấy mẫu này chốt 52 giùm em nha, 52 mẫu này nha. 69k nha mấy chị ơi, 69k mẫu này nha. Form ôm nha bạn ơi. Form ôm á chị ơi. Thôi ôm một chút. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 152 giùm mình nha mấy chị ơi, 52 mẫu này nha. Chị 69k len cực đẹp nha. Len rất là đẹp luôn nha. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này nha. Chốt cho Ngân Lê nha. Mẫu này chốt cho Ngân Lê nha. Mọi người ơi, like chia sẻ bài giùm em với nha. Rồi chốt cho Nguyễn Ninh nha. Mấy bạn ơi, mấy bạn cho mình xin số điện thoại địa chỉ luôn nha mấy bạn ơi. Mọi người ơi, bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm nha. Đang coi livestream cho em xin một chấm với nha. Cái này hả? Rồi cái này. Mẫu này là 52 Ngọc Anh Nguyễn. Rồi chị ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị Ngọc Anh Nguyễn ơi. Vẫn còn nha. Chị Ngọc Anh Nguyễn ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Rồi mẫu mình đang mặc là 53 nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 53 giùm mình nha. Rồi 53 chốt cho Cúc Kim nha. Bạn vẫn còn nha mọi người ơi, vẫn còn nha. Ngọc Anh Nguyễn ơi, chị ơi cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Chị Ngọc Anh Nguyễn ơi. Xin chào cô Hồng Anh. Xin chào. Chào cả nhà. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm nha. Cực kỳ đẹp luôn nha. Chị Ngọc Anh Nguyễn ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Rồi cho em địa chỉ cái gì mà em ship hàng cho chị luôn nha chị Ngọc Anh Nguyễn ơi. Mấy chị có đơn hàng bên em, ngày mai em ship hàng mấy chị nghe máy giùm em với nha. Rồi cái này nha, bạn đã lấy mẫu này chốt 53 giùm mình nha mọi người. Mẫu này 53 nha. Mẫu đang mặc là 53 nha mấy chị ơi. 53. 52 cái rồi lại mặc vừa. Bạn đã lấy mẫu này chốt 53 giùm mình nha mọi người ơi. 53 mẫu đang mặc nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 53 nha mọi người ơi, 53 nha. 53 mẫu này chỉ 69k thôi nha. 69k thôi nha mọi người ơi. Mẫu này 69k thôi nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 53. Hồng Anh ơi, cái này đẹp nè, lấy đi. Rồi chốt 53 cho Cúc Kim nha. Chốt 53 cho anh Nguyễn nha. Rồi qua mẫu. Xin chào mọi người, bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm với. Giờ không nhớ ai nữa. Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, cho em xin một chấm đi cả nhà ơi. Năm ba thật sao? Năm ba hết rồi cô Hồng Anh ơi. Rồi mẫu này nha mọi người ơi, mẫu đang mặc nha. 55kg rồi lại mặc vừa cái áo này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt 54 giùm em nha. Mẫu này chốt 54 nha mọi người ơi. Xin chào chị Lê Phượng nha. Xin chào Thúy Hà nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 54 giùm em nha mọi người ơi. 55kg rồi lại mặc vừa nha. 55kg rồi lại mặc vừa cái áo này nha mấy chị ơi. 69k cực kỳ rẻ nha. Cực kỳ rẻ luôn nha mấy chị ơi.
Mẫu này chỉ có giá 69k. Mẫu này là số 54 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 54 giùm mình nha mọi người. 55kg loại mặt vừa nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt 54 nha. Chốt 54 giùm mình nha mọi người ơi. Rồi chốt 54 cho Nguyễn Nhung nha. Chốt 54 cho Trinh Nguyễn nha. Rồi mấy bạn đặt hàng cho mình xin số điện thoại địa chỉ nha mấy bạn ơi. Cái gì em mọi người ơi, áo len hiện giờ đã hết rồi, ngày mai Miu sẽ like tiếp nha. Bây giờ tới tiết mục của bạn Trang và bạn Điệp like dép. Mọi người ơi, mọi người ai có nhu cầu mua dép thì nán lại coi dép nha. Áo len bên Miu đã hết rồi, ngày mai sẽ về test tiếp. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 160 cái len. Mã 52 là mã nào vậy Điệp ơi? Của Hồng Anh ơi, ngày mai coi đi, ngày mai sẽ về form len của Hồng Kông đẹp hơn nhiều nữa. Mọi người ơi, cũng theo như thường lệ là ngày mai 7 giờ em sẽ like áo len nha. Trong thời gian chờ đợi, mọi người like và share cho em đi ạ. Khách yêu ơi, mọi người like và share đi để cho em like giúp. Mã 52 là màu gì của Hồng Anh ha? Mọi người ơi, những người có đơn hàng ở bên Miu thì ngày mai nhân viên ship. Mọi người nghe điện thoại giùm nha. Bạn nào chưa cho địa chỉ thì inbox cho Miu nha mọi người. Bao nhiêu đơn rồi đi? 50 à? Mọi người ơi, mọi người đợi một chút. Điệp và Trang soạn dép để livestream cho mọi người nha. Hôm nay về rất nhiều mẫu mới. Mọi người ơi, tiếp tục chia sẻ livestream cho Miu đi ạ. Đế đúc nha mấy chị ơi, đế đúc nha.
Mẫu này là đế đúc nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em nha. Mẫu này số 1 nha mấy chị ơi. Mẫu này số 1 nha mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ luôn nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em. Mẫu này số 1. Mẫu này số 1 nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 1 giùm em nha. Có rất là nhiều mẫu nha. Rồi chốt số 1 cho Ngọc Anh Nguyễn nha. Chị Ngọc Anh Nguyễn sai bao nhiêu chị ơi? Chị Ngọc Anh Nguyễn ơi, chị đang sai bao nhiêu cho em sai luôn nha. Có gì rồi em ship hàng cho chị luôn nha. Đôi này chỉ có giá 80k thôi nha mọi người ơi. 80k đôi này nha. Mẫu em đang cầm 80k nha. Chị Ngọc Anh ơi, chị cho em, chị đang sai gì cho em sai luôn nha. Sai luôn nha chị ơi. Đôi này vẫn còn nha mọi người. Có được cách, có đủ cách sai cho mấy chị luôn nha. Có đủ cách sai cho mấy chị luôn nha mấy chị ơi. Đây nha, có đủ cách sai cho mấy chị luôn nha. Bạn nào lấy size này, bạn nào mang size này thì rồi ok chị Ngọc Anh Nguyễn nha. Đôi này chỉ có giá 80k thôi nha mọi người ơi, mọi người. Chị Ngọc Anh Nguyễn ơi, cho em xin xuống thầy địa chỉ luôn nha chị ơi. Rồi vẫn còn nha mọi người, vẫn còn size cho mọi người luôn nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 1 kèm theo size nha. Chốt số 1 kèm theo size giùm mình nha mọi người ơi. Chốt số 1 kèm theo size đôi này nha. Chỉ 80k đôi này thôi nha mấy chị ơi. 80k đôi này nha. Cực kỳ đẹp, cực kỳ rẻ luôn nha. Bạn nào đang coi livestream cho em xin một chấm nha. Bạn nào lấy đôi này chốt số 1 kèm theo size giùm em nha mọi người ơi. Chốt số 1 kèm theo size nha. Nguyễn Tấn Dũng ơi, quen không? Quen thì mai qua đây mời đi ăn sáng. Bạn nào lấy đôi này chốt số 1 kèm theo size giùm mình nha mọi người ơi. Chốt số 1 kèm theo size giùm mình với nha. Đôi này nha mấy chị ơi. Chỉ có 80k đôi này thôi nha. 80k đôi này nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy đôi này chốt số 1 kèm theo size giùm mình nha. Chốt số 1 kèm theo size giùm mình nha mấy chị ơi. Chị Ngọc Anh Nguyễn ơi, cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị ơi. Mẫu này chỉ có giá 80k thôi nha mọi người. Có tất cả các size cho mấy chị luôn nha. Có tất cả các size luôn nha. Cực kỳ rẻ mà cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 1 kèm theo size nha mấy chị. Chốt số 1 kèm theo size nha. Có rất là nhiều mẫu dép đẹp nha mấy chị ơi. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha mấy chị ơi. Đôi này nha mấy chị ơi, đôi này mình có hai màu nha, màu đen và màu nâu nha. Đôi này 90k nha mấy chị ơi, đôi này 90k nha. Có tất cả các size cho mấy chị luôn nha. Đây nha mấy chị ơi, đây nha, hai màu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 kèm theo màu giùm em nha. Chốt số 2 kèm theo màu nha mấy chị ơi. Hai mẫu này mang cực kỳ xinh nha. Giá 90k đôi này nha mấy chị ơi, 90k đôi này. Bạn nào lấy đôi này thì chốt số 2 kèm theo màu giùm em nha. Chốt số 2 kèm theo màu nha mấy chị ơi. 90k đôi này nha, chỉ 90k đôi này thôi nha. Cực kỳ dễ thương và cực kỳ rẻ luôn. 90k đôi này thôi, có tất cả các size cho mấy chị nha. Có tất cả các size nha. Mẫu này chỉ có giá 90k nha. Mẫu này 90k nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 kèm theo màu giùm mình nha mọi người. Chốt số 2 kèm theo màu mẫu này nha. Cực kỳ đẹp mà cực kỳ rẻ. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Like và chia sẻ để mua với giá rất là rẻ nha. 90k đôi này nha mọi người ơi. 90k đôi này nha. Bạn nào lấy đôi này chốt số 2 kèm theo màu nha mọi người ơi. Kèm theo màu nha. Chốt số 2 kèm theo màu giùm mình nha mọi người ơi. Chỉ 90k đôi này nha. Có tất cả các size cho mấy chị luôn nha mấy chị ơi. Có tất cả các size luôn nha. Bạn nào lấy đôi này chốt số 2 kèm theo màu giùm mình nha mọi người. Mẫu này chốt số 2 kèm theo màu nha.
cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi, rất là đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 giùm mình nha. Chốt số 2 kèm theo màu nha. Đây nha mấy chị ơi, chốt số 2 kèm theo màu nha. Có rất là nhiều mẫu dép đẹp nha, mấy chị chia sẻ bài giùm em với nha mấy chị ơi. 90k đôi này nha, 90k đôi này nha mấy chị. Bạn nào lấy đôi này chốt số 2 kèm theo màu nha. Chốt số 2 kèm theo màu giùm em nha. Mẫu này là số 2 nha mấy chị ơi, có tất cả các size luôn nha. Tất cả các size luôn nha. Có tất cả các size cho mấy chị luôn nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 2 kèm theo màu nha mọi người. Chốt số 2 kèm theo màu mẫu này nha. Đôi này nha mọi người ơi, bạn nào lấy đôi này chốt số 2 kèm theo màu nha. Đôi này mang lên chân cực kỳ đẹp nha, cực kỳ dễ thương luôn nha. Mẫu này nha. Rồi đôi này nha mọi người, đôi này là 50 nha. Đôi này là 160 nha mọi người ơi. Đôi này em có 2 màu nha. Và có tất cả các size luôn nha mấy chị ơi. Có tất cả các size luôn nha. 2 màu này nha. Mọi người like và chia sẻ bài giùm em với nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm em với nha. Bạn nào lấy đôi này chốt số 3 kèm theo điện thoại địa chỉ luôn nha. Quên, chốt số 3 kèm theo màu nha mấy chị ơi. Cái này có tất cả các size luôn nha. Có tất cả các mẫu nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 kèm theo màu nha. Chốt số 3 kèm theo màu nha mọi người. Mẫu này là 160 nha, 160k nha. 160k 5 phân nha mọi người ơi, đế 5 phân nha, cực kỳ đẹp nha. 160k 2 màu. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 3 kèm theo màu giùm mình nha mọi người ơi. Chốt số 3 kèm theo màu mẫu này nha. 60k 160k nha. 160k đôi này nha mọi người. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình với nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. Bạn nào lấy đôi này thì comment số 3 kèm theo màu nha mọi người ơi. Comment số 3 kèm theo màu đôi này nha. Comment số 3 kèm theo màu đôi này nha. Đôi này có giá 160k nha mọi người ơi. 160k đôi này nha. Chia sẻ mọi người like và chia sẻ bài để mua được với giá 160k nha mọi người ơi. 160k đôi này. Bạn nào lấy đôi này comment số 3 kèm theo màu giùm mình nha mọi người ơi. Đôi này có giá 160k nha. 160k nha mọi người ơi. Đôi này 5 phân nha mấy chị ơi. Đôi này 5 phân nha. Mẫu này là 5 phân nha. Bạn nào lấy đôi này thì chốt số 3 kèm theo màu giùm mình nha mọi người. Chốt số 3 kèm theo màu nha. Chốt số 3 kèm theo màu nha mọi người ơi. Đôi này là 5 phân nha. 5 phân nha. Mọi người like và chia sẻ bài để mua với giá 160k nha. Like và chia sẻ bài để mua với giá được với giá 160k đôi này nha mấy chị ơi. Đôi này có 2 màu nha. Đôi này có 2 màu nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy đôi này chốt số 3 kèm theo màu giùm em nha. Chốt số 3 kèm theo màu giùm em nha. Đôi này là 5 phân nha. Đế 5 phân. Đen trắng nha mấy chị ơi. 160k chia sẻ để mua với giá 160k nha. Bạn nào lấy đôi này chốt số 3 kèm theo màu giùm mình nha mọi người. Chốt số 3 kèm theo màu giùm em với nha. Chốt số 3 kèm theo màu giùm em với nha mấy chị ơi. Đôi này nha là 5 phân nha, 160k nha. Bạn nào thích đôi này thì chụp lại màn hình gửi cho mình nha mấy chị. Đôi này nha mọi người ơi, đôi này 95k nha. Đôi em đang cần 95k nha. Bạn nào lấy đôi này chốt số 5 nha. Chốt số 5, chốt số 5 giùm mình nha mọi người ơi. Có tất cả, có đủ size cho mấy chị luôn. Yến Trần ơi, em ở 86 Bùi Chữ Lan nha chị ơi. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này có đủ tất cả các size nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha. Mẫu này chốt số 5 nha. Mẫu này số 5 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha mọi người. Mẫu này số 5. Mẫu này số 5 nha. Có tất cả các size luôn nha mấy chị. Đôi này 95 nha mọi người ơi. Đôi này 95 nha.
Bạn nào lấy cái này chút số 5 nha mấy chị ơi. Nay không có nha Thúy Phan ơi, hẹn bạn ngày mai nha. Mẫu này 95k nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình nha. Có tất cả có đủ size luôn nha. 95k đô này nha mọi người, cực kỳ rẻ luôn. Cực kỳ rẻ và cực kỳ đẹp nha. Bạn nào lấy đô này chốt số 5 giùm mình nha mọi người, chốt số 5 mẫu này giùm mình nha. Mẫu này số 5 nha. Đây nha mọi người. Đế, tức là đế nha. Bạn nào lấy đôi này chốt số 5 giùm mình. Chốt số 5 giùm mình nha mọi người. 95k đôi này, chỉ 95k đôi này thôi nha. Cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị ơi, rất là đẹp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 nha. Chốt số 5 giùm mình nha mọi người. Đôi này chỉ có giá 95k thôi nha. 95k đôi này nha. 95k đô này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 5 giùm mình. Chốt số 5 giùm mình. Rồi đô này nha mọi người ơi. Đô này nha. Đô này có giá 115k nha. 115k đô này thôi nha mọi người. Có tất cả các size luôn. Đô này ở ngoài rất là dễ thương, rất là đẹp. Bạn nào lấy đôi này chốt số 6 giùm mình nha mọi người. Bạn nào lấy đôi này chốt số 6 giùm em nha. Chốt số 6 nha. Mẫu này là số 6. Chị có giá 115k thôi nha. 115k đôi này nha mọi người ơi. Đây nha. Bạn nào lấy đôi này chốt số 15 giùm mình, à, chốt số 6 giùm mình nha. Mẫu này là số 6 nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm mình nha. Số 6 nha. Số 6 nha mấy chị ơi. Đôi này chỉ có giá 115k thôi nha. 115k thôi nha. Cực kỳ rẻ luôn nha. Mọi người ở ngoài rất là đẹp. Ở ngoài rất là đẹp luôn. Rất là dễ thương nha. Bạn nào lấy đôi này comment số 6 nha. Chốt số 6 giùm mình nha mọi người. Mẫu này là số 6 nha. Mẫu này là số 6 có giá 115k nha. 115k đôi này thôi nha. 115k đôi này nha mấy chị ơi. 115k đôi này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 6 giùm mình nha. Mẫu này là số 6. Mẫu này là số 6 nha mọi người ơi. Số 6 nha. 115k đôi này thôi nha. 115k đôi này. Số 6 nha mọi người. Mẫu này là số 6 nha. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này có hai màu nha. Mẫu này là 105 nha. 105 đôi này hai màu nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này thì comment màu giùm mình nha. Comment số 7 kèm thêm màu nha. Chỉ 105 đôi này thôi nha mọi người ơi. 105 đôi này nha. 105 đôi này thôi nha mọi người ơi. 105 đôi này. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 7 kèm theo màu nha mọi người ơi. Có hai màu nha. Hai màu như mình đang cầm nha. Đẹp. Qua trong nha mọi người. Qua trong nha. Qua trong. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 7 kèm theo màu. Chốt số 7 kèm theo màu nha. Mẫu này chỉ có giá 105k thôi nha mọi người ơi. Mẫu này có giá 105k nha. Bạn nào lấy đôi này thì comment số 7 kèm theo màu giùm mình với nha. Comment số 7 kèm theo màu đôi này nha mấy chị ơi. Đôi này nha. Cực kỳ dễ thương luôn. Qua trong nha. Hai màu như mình đang cầm nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 7 kèm theo màu nha mọi người ơi. Chốt số 7 kèm theo màu giùm mình nha. Mẫu này nha. Chốt số 7 kèm theo màu nha. Mẫu này nha mọi người. Mình có hai màu như mình đang cầm nha. Hai màu như mình đang cầm nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 7 kèm theo màu nha. Chốt số 7 kèm theo màu nha. Đô này chỉ có giá 105k thôi nha mọi người. 105k đô này nha. 105k đô này. Cực kỳ đẹp luôn nha.
là quay trong nha, là quay trong nha mấy chị, là quay trong nha. Đế như thế này nha mấy chị. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 7 cho em xem màu giùm mình nha. Có tất cả các size nha mấy chị luôn nha. Có tất cả các size luôn nha mấy chị ơi. Đôi này chỉ có giá 105 nha. 105k đôi này nha. 105k đôi này nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy đôi này chốt số 7 kèm theo màu nha. Chị thì nghĩa chưa ơi, đôi này nè chị ơi, có size, có tất cả cái size luôn á chị. Chị mang size nào? Đôi này nè chị. Đôi này có tất cả cái size luôn á chị. Ở ngoài đẹp lắm. Da rất là mềm. Chị lấy đôi này thì ok với cho em size luôn nha. Mẫu này nha chị. Mẫu đang cầm này nha. Có tất cả các size luôn nha. Đôi này nha mọi người. Đôi này là 115 nha. Đôi này 115k thôi nha. 115k đôi này thôi nha chị. Chị nghĩa chưa? Dạ không chị ơi, chỉ có một màu này thôi chị ơi. Em chỉ còn một màu này thôi nha. À, có màu này với màu đen đó chị. Chị lấy màu nào? À, mang size bao nhiêu luôn ạ? À? Vì có đủ size luôn á chị. Đôi này có màu đen và màu trắng. Giá là 115k. 115k đôi này. Hai màu đen và trắng nha chị. Chị lấy màu nào thì chị nhắn tin lại hỏi em với nha. Đôi này là đế, đôi này là quai trong nha mấy chị ơi. Đế 5 phân nha. Đế cũng là trong luôn nha. Đôi này có giá 125k nha. 125k nha. Đôi này có hai màu nha mọi người, màu hồng và màu đen nha. Đôi này có hai màu, màu hồng và màu đen. Đó, màu đen mất. Rồi ok chị Thiện Nghĩa chưa nha. Chị ơi cho em địa chỉ, có gì ngày mai em ship luôn cho chị nha chị ơi. Đôi này em có 3 màu nha mọi người. Đôi này có giá 125k nha. Đôi này có 3 màu nha mọi người. 125k đôi này nha. Đế là trong nha mọi người. Qua trong đế trong nha. 5 phân nha mọi người. Bạn nào lấy đôi này thì comment số 8 kèm theo màu nha. Có đủ tất cả các size cho mấy chị luôn nha. Đôi này nha mấy chị ơi. Đôi này mình có 3 màu nha. Màu hồng xanh. Rồi chốt luôn. Rồi chốt 37 cho Liên Hoàng nha. Rồi đôi này vẫn còn nha mấy chị ơi. Có đủ tất cả các size cho mấy chị luôn nha. 3 màu như hồng. 3 màu nha. 3 màu nha mấy chị ơi. Có đủ tất cả các size luôn nha. Chỉ có giá 125k đôi này thôi nha. Đế là đế trong luôn nha mấy chị. Đế trong nha. Đế trong qua trong luôn nha. Cao 5 phân nha. Số 8 trắng. Rồi chốt số 8 trắng nha chị Thùy Vũ nha. Chị Thùy Vũ ơi cho em xin địa chỉ, có gì ngày mai em ship hàng cho chị luôn nha chị ơi. Vẫn còn nha mọi người, vẫn còn, có đủ tất cả các size luôn nha. Đủ tất cả các size luôn nha mấy chị ơi. Đôi em đang cầm trên tay có giá 125k nha. Đế 5 phân nha mấy chị ơi. Đế 5 phân nha. Quay trong luôn nha. Màu rất là đẹp và ngoài rất là đẹp nha. Chị có giá 125k. 125k mẫu này nha. 125k mẫu này nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 kèm theo màu giùm mình nha. Chốt số 8 kèm theo màu size luôn nha. Rồi ok chị Thị Nghĩa Trương nha. Đôi này ở ngoài rất là đẹp nha mọi người ơi. Đôi này rất là đẹp nha. Chỉ có giá 125k thôi nha. 125k đôi này nha mọi người ơi. Cao 5 phân nha. Đế trong nha mọi người, đế trong nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 8 kèm theo màu giùm mình nha. Chốt số 8 kèm theo màu nha. Mẫu này nha mấy chị ơi, mẫu này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 kèm theo màu giùm mình nha.
Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình với nha. Like và chia sẻ với mua với giá mà mình nói nha mấy chị ơi. Cực kỳ rẻ luôn nha, rất là rẻ nha. Rất là đẹp nha. Đôi em đang cầm là cao 5 phân đó nha mấy chị. Có đủ tất cả các size luôn nha. Có đủ tất cả các size cho mấy chị luôn nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 8 kèm theo màu mình size giùm mình luôn nha mấy chị. Mẫu này nha, cực kỳ đẹp luôn nha. Mẫu này là mẫu cao 5 phân nha mọi người. Đế của nó là đế trong nha. Cái này là mang cực kỳ bền luôn. Có từ size 225 cho tới size 245 nha mọi người. Cái này có 3 màu. White của nó là trong nè. Cực kỳ xịn luôn mọi người, không sợ bị hư đâu ạ. Mùa mưa rồi mọi người có thể thích hợp với những đôi dép white trong như thế này. Mọi người cứ tiếp tục đặt size đi ạ. Bên Miu có đầy đủ tất cả các size cho mọi người nha. Em thấy địa chỉ của chị Thị Nghĩa Trương rồi nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 8 nha. Chốt số 8 kèm theo size và màu giùm mình nha. Mẫu mình đang cầm nha mọi người. Mẫu mình đang cầm nha, cực kỳ dễ thương nha. Rất là đẹp nha. Linh Miu like từ 7 giờ rồi. Tất cả các ngày trong tuần 7 giờ nha Vi Blayco. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này em có 3 màu như hình nha. 3 màu như mình đang cầm nha, là 5 phân nha, đế trong nha mọi người ơi. Có đủ tất cả các size luôn nha, đủ tất cả các size cho mọi người luôn nha. Từ 225 cho tới 245 nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 8 kèm theo màu và size giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này nha, mẫu 5 phân này nha. Mẫu 5 phân đang cầm nha. Mọi người ơi, mọi người thích thì chụp lại màn hình để cho inbox lại cho Miu nha. Có 3 màu. Có tất cả là 3 màu, tất đủ từ size 225 tới size 245. Đế của nó là 5 phân nha. Góc vuông. Qua mẫu đi. Mẫu này em có 2 màu nha mọi người ơi. Mẫu Gucci này em có 2 màu này nha. 2 màu như em đang cầm nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 nha. 95k mẫu này thôi nha mọi người. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ đi. Chia sẻ cái livestream này mọi người sẽ mua được với giá 95.000. Size từ 225 cho tới 245. Cái này là bằng da nha mọi người ơi. Gồm có 2 màu trắng và xám nha. Hộp là đính chìm, không thể nào mà bị rớt ra được đâu nha mọi người. Mọi người có mình số 9 cộng màu cộng size nha mọi người ơi. Mẫu này mình có 2 màu nha mọi người ơi. Mẫu này em có 2 màu nha. Có đủ tất cả các size luôn nha. Chị nào mang size nào thì nhắn tin lại cho em nha. Mẫu này số 9 nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 9 nha. Hiện giờ mẫu này em chỉ có đế xẹp như thế này thôi chị ơi. Còn mẫu cao là kiểu khác ạ. Mẫu này nha mọi người ơi, 2 màu nha. 2 màu nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 9 kèm theo màu và size nha. Chốt số 9 là kèm theo màu và size nha. Hai màu như mình đang cầm nha. Có đủ tất cả các size luôn nha. Chị nào mang size nào thì nhắn tin qua cho em nha. Đôi này 95k đôi này nha. 95k đôi em đang cầm thôi nha mọi người ơi. Rất là rẻ và rất là đẹp luôn nha. Ở ngoài rất là đẹp nha. Đây nha mọi người ơi. Đây nha. Nghĩa Trương đổi màu đen này. Cái này không có màu đen đâu chị ơi. Cái đôi này không phải màu đen đâu. Đôi này chỉ có màu trắng này chị. Màu trắng và màu và màu chị. Màu ghi ạ. Màu ghi nhũ chị nha. Em chỉ có 2 màu này thôi nha mọi người. 2 màu đang cầm nha. Chỉ có giá 95k thôi nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ để mua được với đôi dép cực kỳ xịn này với giá 95k nha mọi người. 95k đôi này thôi nha mọi người ơi. 95k đôi này nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 9 kèm theo màu và size nha. Có đủ size luôn nha mọi người. Có đủ size cho mọi người luôn nha. Đôi này ở ngoài rất là dễ thương nha. Chỉ có giá 95k đôi này thôi. 95k đôi này thôi nha. 95k đôi này nha mọi người ơi. Rồi ok chị Thị Nghĩa Trương nha. Mọi người ơi. Chị ơi, chị có lấy hai đôi lúc nãy chị đặt không? Lấy thì ok lại giùm em với nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha. Like và chia sẻ bài giùm mình để mua với giá rất là rẻ nha. Đây nè chị ơi, em mẫu cao gót thì em chỉ có 2 mẫu này nha.
Mẫu này cao 5 phân, có màu trắng và đen. Mẫu này cũng cao 5 phân, có màu hồng, màu trắng, màu đen nha chị. Kim Linh về 9. Chị ơi cho em xin số điện thoại địa chỉ luôn nha chị Kim Linh ơi. Chị ơi màu này không phải là màu nâu nha chị. Chị coi lại cái màu giùm em với nha. Màu như này nha chị. Màu này nha. Chị ok chị Thị Nghĩa Trương. Màu này là màu ghi đồng chứ không phải là màu nâu nha chị Kim Linh ơi. À cô Kim Linh đó. Ok chốt cho Kim Linh. Rồi chốt cho Kim Linh nha. Chốt cho cô Trang Hoài. Trang Hoài ở chỗ nào vậy? Chính không nhỉ. Trời ơi ok à. Cô Kim Linh bạn nha. Trang Hoài ơi, bạn đang hỏi đôi nào ạ? À? Đôi này gót trong. Đôi này giá bao nhiêu vậy đi? 160. Đôi này với có giá 125 nha chị. Còn đôi này là 160 ngàn nha. Chị đi shop thì đôi này chị đi shop đôi này có giá 250 luôn nha chị nha. Mẫu mình đang cầm vẫn còn nha mọi người ơi, vẫn còn size cho mọi người luôn nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 9 kèm theo màu giùm mình nha mọi người ơi. Ở ngoài da cực kỳ đẹp nha, đế cũng rất là chắc nha mọi người. Đôi này nha mọi người ơi, đôi này nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 9 kèm theo màu giùm mình nha mọi người ơi, kèm theo màu và size nha, vì nó có đủ size cho mọi người để chọn luôn nha. Đôi nhựa trong này có 3 màu nha, trắng, đen và hồng. Gót là 5 phân, gót vuông cực kỳ dễ đi luôn nha. Mọi người ơi, đôi này cực kỳ dễ đi. Em không thể mang dép cao nhưng mà em lại mang được đôi này nha mọi người. Đôi này có 3 màu nha mấy chị ơi. Đôi này có 3 màu là 5 phân đế trong nha. Đế trong nha mọi người ơi. Đôi này chỉ có giá 125k đôi này nha. Rất là đẹp nha. Màu nào cũng đẹp luôn nha mọi người. Là qua trong đế trong nha mọi người. Qua trong đế trong nha. Đôi này có giá là 125 ngàn nha mọi người. Mọi người không thể nào mua ở đâu có giá thấp hơn như ở đây cả. 125 ngàn sở hữu được một đôi dép cực kỳ đẹp như thế này. Đôi này chỉ có giá 125k 3 màu nha mọi người ơi. Minh Thảo ơi, đôi này 125k nha chị ơi. Mẫu này bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 kèm theo màu và size nha. Chốt số 10 kèm theo màu và size giùm mình nha mọi người ơi. Đôi này chỉ có giá 125k. 125k đôi này thôi nha. Cực kỳ đẹp nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 kèm theo màu và size nha. Đôi này là đế trong là qua trong cao 5 phân nha. Ở ngoài rất là đẹp nha mọi người ơi. Ở ngoài rất là đẹp nha. Mấy đôi này rất là dễ thương nha. Chỉ có giá 125k đôi này thôi nha mấy chị ơi. 125k đôi này nè, rất là đẹp nha. Nguyễn Tuyết ơi, em ở 86 Cù Chính Lan nha chị ơi. 86 Cù Chính Lan nha. Mẫu này nha mọi người. Rồi ok chị Minh Thảo nha. Mọi người ơi, mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người. Like và chia sẻ để được mua với giá rất là thấp nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 10 kèm theo màu và size giùm mình nha mọi người. Cao 5 phân nha, đế trong và quai trong luôn nha. Rất là rẻ nha mọi người, rất là rẻ và rất là đẹp luôn. Ừ, không có ở đâu rẻ bằng ở đây nha mọi người ơi. Chị ơi, em bán trên live thôi chị Nguyễn Tuyết ơi. Em chỉ bán dép trên live thôi nha chị ơi. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này là số 10 kèm theo màu và size nha. Chốt số 10 kèm theo màu và size giùm mình nha. Tiếp tục là một đôi dép xẹp nha mọi người. Quai bằng da nha, của Chắc and Khay nha. Chỉ với giá 85 ngàn thôi mọi người ơi. Cái đế này là đế đúc nè. Cực kỳ đẹp luôn, mọi người có thể mang đi chợ, đi chơi, đi biển. Tất cả các nơi cũng có thể mang được đôi dép này. Chỉ có hai màu, màu nâu và màu đen thôi ạ. À. Màu nâu và màu đen có từ size 35 cho tới 39 nha mọi người. Màu nâu và màu đen nha mọi người. Cái gì? Chỉ có hai đôi thôi, màu nâu và màu đen. Có hai màu thôi, từ size 35 cho tới 39 nha mọi người. Đôi nào đi đâu cũng được nha em, bán bánh mì thì càng tốt. Bán bánh mì thì chắc được một năm nó mới hư. Lần Thảo ơi, yên tâm đi, cứ mua đi, hư qua Miu Shop bảo hành nha.
em đi đi tới khi nào mà nó đứt hay là nó hư thì cứ qua Miu Shop để đổi đôi mới nha Thảo. Đôi này nha mọi người ơi. Lấy đôi trên size 39. Chị Tuyết ơi, phải đôi này không ạ? À? Nếu mà đôi này thì ok cho em, để em chốt hàng nha chị Tuyết. Chị Tuyết ơi, Nguyễn Tuyết ơi, đôi này là đôi đen qua trong của chị, muốn xem đây ạ. À. Có đầy đủ size luôn. Bé lên cho cô đôi. Dạ có cô, đôi này nhựa trong. Màu đen đó, cái đó đó. Đôi này nhựa trong màu đen này cô. Chỉ là cái đế màu đen thôi, còn cái hoa trong này nó cũng phải màu trong chứ không có màu đen được cô Kim Linh ơi. Vẫn còn xa cho mọi người để lựa chọn nha mọi người ơi, vẫn còn xa nha. Bạn nào bán size nào thì comment size và màu nha mọi người ơi. Mẫu này nha, mẫu đang cầm là cao 5 phân nha, đế trong và hoa trong nha mọi người ơi. Mẫu đang cầm là số 10 nha, 3 màu đen trắng hồng nha. Bạn nào thích mẫu này thì chốt số 10 kèm theo màu giùm mình nha. Kim Linh màu đen size 38. Rồi mẫu này nha mọi người, mẫu hoa trong này. Ok Kim Linh. Mẫu hoa trong này em là đế đúc nha mọi người ơi, đế đúc hoa trong nha. Có cái này nha. Đôi này có giá 90k nha mọi người ơi. 90k đôi này thôi nha, có đủ size luôn. Bạn nào lấy mẫu này thì à, Nguyễn Tuyết ơi, đôi này đúng không Nguyễn Tuyết? Vậy thì nếu mà ok thì ok lại cho Linh đi, để Linh biết Linh chốt hàng nha. Cái này có từ size 325 cho tới 245 nha. Mẫu này nha mọi người ơi, bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 kèm theo màu giùm mình nha. Đế đúc nha mọi người ơi, đế đúc nha, đế đúc và hoa trong nha. Hai màu như mình đang cầm, đen và trắng. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt 11 kèm theo màu giùm mình nha mọi người. Bạn nào chốt số 10 kèm theo màu và kèm theo size nha. Có đủ tất cả các size cho mọi người để lựa chọn luôn nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ đi, chia sẻ để có mức giá thấp nhất ạ. À. Chị Nguyễn Tuyết ơi, chị cho em số điện thoại đi ạ. À. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 kèm theo màu giùm mình nha mọi người ơi. Chốt số 11 kèm theo màu nha. Kèm theo màu và size, có đủ tất cả các size cho mấy chị luôn nha. Có đủ tất cả các size cho mấy chị nha. Đế đúc vai trong, cái này cực kỳ đẹp luôn nha. Cái này rất là dễ thương nha. Có giá 90k đôi này nha mọi người ơi. 90k đôi em đang cầm trên tay nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 kèm theo màu nha mấy chị ơi. Chốt số 11 kèm theo màu nha mấy chị. Có đủ tất cả các size cho mấy chị để lựa chọn luôn nha. Cực kỳ đẹp và cực kỳ rẻ luôn nha mấy chị ơi. Không có ở đâu mà rẻ bằng ở đây nha. Bạn nào đang coi livestream cho mình xin một chấm nha. Bạn nào đang coi livestream, like và chia sẻ bài giùm mình nha. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. Mẫu này chỉ có giá 95k thôi nha. 95k mẫu này nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 kèm theo màu nha. Kèm theo màu giùm mình nha. Dạ được cô Kim Linh ơi. Mẫu này nha mọi người ơi, bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 kèm theo màu nha. Chốt số 11 kèm theo màu giùm mình nha mọi người ơi. Đôi này chỉ có giá 90k nha. 90k. Ok cô Kim Linh ơi, để con đổi cho cô. Đôi này chỉ có giá 95k thôi nha. 95k đôi này cực kỳ rẻ nha mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp mà cực kỳ rẻ luôn nha. Bạn nào lấy đôi này thì chốt số 11 kèm theo màu và kèm theo size nha. Cái này có đủ size luôn nha. Chị Nguyễn Tuyết ơi, vậy chị có lấy đôi xẹp bạn mẫu đang cầm không ạ? À? Hay là đổi lấy đôi 5 phân ạ? À? Đôi mình đang cầm cực kỳ đẹp nha. Hai đôi nha con, một cao và một thấp. Cô... Dạ con biết rồi cô. Một đôi màu xám xẹp và một đôi màu đen xẹp cô Kim Linh. Mẫu này nha mọi người ơi. Mẫu này có giá 95k, bạn nào lấy mẫu này chốt số 11 giùm mình nha. Hay là lấy hai đôi đen luôn. Cô Kim Linh ơi, lấy đôi đen này hay sao vậy? Ấy là cổ là hai đôi này nè. Đưa lên đi. Cô Kim Linh ơi. Của cô lấy hai đôi này đúng không cô? Cô lấy hai đôi này đúng thì ok lại giùm con với nha. Có gì rồi con để hàng lại cho cô nha. Cái này nha cô. Hai đôi này cũng rất là đẹp nha cô. À bỏ đôi xám đúng rồi. Kim Linh bỏ đôi xám đi. Là hai đôi này đúng không? Dạ. Ok, cảm ơn cô nha. Cảm ơn cô Kim Linh nha.
Mẫu này mình còn hai, mình có hai màu nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 11 kèm theo màu nha. Có đủ tất cả các size cho mọi người luôn nha. Đủ tất cả các size cho mấy chị nha. Bạn nào lấy đô này chốt 11 giùm mình nha mọi người ơi. Chốt số 11 giùm mình đô này nha. Dạ ok cô Kim Linh, con biết rồi cô. Trần Thị Thảo Nguyên ơi, đôi 5 phân, đôi này đôi này có giá 125k nha em ơi. Đôi này 125k. Đôi này chỉ có màu trắng đen và màu hồng nha. Trắng đen và hồng nha em ơi. Đôi này cực kỳ xịn luôn nha bạn. Trong shop phải bán đôi này là 200k nha bạn. Rồi chị Nguyễn Tuyết lấy đôi 5 phân màu đen. Ok chị nha. Chốt cho Nguyễn Tuyết đôi 5 phân màu đen. Chị Nguyễn Tuyết ơi, chị cho em số điện thoại à. Có số điện thoại địa chỉ rồi, em cảm ơn chị. Mẫu này chỉ có 3 màu nha em ơi. Trương, em Trần Thị Thảo Nguyên. Thảo Nguyên ơi, đôi này chỉ có 3 màu nha. Màu đen, màu hồng và màu trắng này nha em. Đôi này chỉ có giá 125k thôi nha em. 125 mà đi sao lý vậy. Phải đi. Đôi có 125.000 thôi. 125 đôi này thôi nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt 12 kèm theo màu nha. Kèm theo màu và size nha. 125 đôi này nha mấy chị ơi. 125 đôi này nha mấy chị ơi. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 12 kèm theo màu giùm em nha. Tiếc là size 39 hả? Chốt số 12 kèm theo màu giùm em với nha. Chỉ có giá 125k đôi này thôi nha mọi người ơi. Rất là rẻ nha. Đúng rồi đó. Rất là rẻ, rất là đẹp luôn nha. Đôi này có giá Linh nha. Cực kỳ thích đôi này nè mọi người ơi. Mọi người thấy đôi này không? Cực kỳ đẹp luôn, đế xẹp nha. Why? Những cái hộp này là được đính chết ở trong này, không bao giờ sợ rớt ra đâu nha mọi người. Mọi người thử mang lên chân cực kỳ đẹp luôn. Đôi này có màu trắng và màu đen nè. Đôi này chỉ có giá 115.000 thôi. Mẫu này mọi người không có tìm thấy ở đâu đâu ạ. Cực kỳ độc luôn, cực kỳ đẹp. Không bao giờ bị hư đâu, mọi người cứ yên tâm nha. Hai đôi mình đang cầm nha mọi người ơi. Đôi mình đang cầm có giá 100k nha. 100k đôi này thôi nha mọi người. Có đủ tất cả các size nha. Mình có hai màu đen và trắng nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 13 nha. Chốt số 13 kèm theo số điện thoại địa chỉ. Chốt số 13 kèm theo màu nha. Có đủ tất cả đủ size cho mọi người luôn nha. Bạn nào lấy đôi này chốt số 13 kèm theo màu nha. Kèm theo màu và size nha. Đôi này chỉ có giá 100k thôi nha mọi người ơi. Hộp này là cực kỳ đẹp luôn. Da rất là đẹp nha. Đế như thế này nha mọi người. Da ở ngoài rất là mềm luôn. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 13 kèm theo màu và size nha mọi người ơi. Đôi này chỉ có giá 100k thôi nha. 100k đôi này nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 13 kèm theo màu và size giùm mình nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ bài viết để chia sẻ like để có giá một đôi dép siêu rẻ nha mọi người. Đôi này có giá 100k nha mọi người ơi, 100k đôi này nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 13 kèm theo màu nha mọi người. Chốt số 13 và kèm theo màu giùm mình nha. Có đủ size cho mọi người luôn nha, có đủ size luôn nha. Và ở ngoài cực kỳ đẹp và cực kỳ rẻ, rất là dễ thương nha. Chỉ có giá 100k đôi này thôi nha mọi người ơi, 100k đôi này nha. Bạn nào lấy đôi này chốt số 13 kèm theo màu nha. Chốt số 13 kèm theo màu giùm mình nha mọi người ơi. Đôi này nha, cực kỳ đẹp và cực kỳ rẻ nha. Đây nha mọi người ơi. Chỉ có giá 100k đôi này thôi nha. 100k đôi em đang cầm trên tay nha. 100k đôi này nha mọi người ơi. Rất là rẻ nha. 100k đôi này, bạn nào lấy mẫu này chốt số 13 kèm theo màu nha. Chốt số 13 kèm theo màu giùm mình nha mọi người ơi. Chốt số 13 kèm theo. Chị ơi, ngày mai là tụi em ship hàng luôn á chị Nguyễn Tuyết ơi. Nguyễn Tuyết ở đâu vậy em? Ngày mai là tụi em ship luôn á chị nghe điện thoại rồi tụi em ship hàng nha. Mẫu này nha mọi người ơi, mẫu này em có hai màu như em đang cầm nha. Chỉ có giá 100k thôi nha mọi người ơi. 100k đôi này cực kỳ đẹp mà rất là rẻ luôn. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 13 kèm theo màu và size nha. Chốt số 13 và kèm theo màu và size vì nó có đủ size cho mọi người. Đủ size luôn nha. Rất là nhiều size. Ship code. Rồi có ship, ship tỉnh luôn nha. Tụi em ship, ơi. Ship code nha. Có ship code nha chị. Rồi mẫu này chỉ có giá 100k thôi nha mọi người ơi. Em đang cầm trên tay là 100k. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 13 kèm theo màu nha.
Chốt số 13 kèm theo màu và có đủ size luôn nha. Ở ngoài đôi này rất là đẹp nha, đính hộp rất là đẹp nha. 100k đôi này cực kỳ đẹp và cực kỳ rẻ luôn nha nha mấy chị. Bên mình có ship code toàn quốc nha, mọi người có thể yên tâm lựa chọn. Bên mình có ship code luôn nha. Mẫu này chỉ có giá 100k thôi nha mọi người ơi. Da cực kỳ mềm luôn, rất là mềm, ở ngoài rất là đẹp, đế như thế này nha mọi người. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 13 kèm theo màu nha. Chốt số 13 kèm theo màu giùm mình, kèm theo màu và size nha. Mẫu này chỉ có giá 100k, rất là rẻ. Bạn nào đang coi livestream, like và chia sẻ bài giùm mình nha. Like và chia sẻ bài giùm mình với nha. Like và chia sẻ để mua với giá rất là rẻ nha mọi người, rất với giá mình đang nói nha. Bình thường đôi này mình sẽ bán 118k nha mọi người ơi. Hôm nay chị like và chia sẻ chỉ còn 100k đôi này nha. 100k đôi này nha. Xin chào mọi người nha, xin chào cả nhà nha. Cả nhà like và chia sẻ bài giùm mình nha. Đôi này chỉ có giá 100k thôi nha mọi người ơi. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 13 kèm theo màu và size nha mọi người. Chốt số 13 kèm theo màu và size nha, đôi này nha. Thiên Duy ơi, 5 phân chỉ có 2 mẫu thôi em ơi. Chỉ có mẫu này với mẫu này nha. 5 phân chỉ có 2 mẫu này thôi nha em ơi. Thiên Duy ơi, đôi này chỉ có 3 màu nha. Đôi qua trong này chỉ có đen, trắng và hồng nha. Còn đôi màu đen chị đang cầm trên tay này là có 2 màu, trắng và đen thôi nha em. 5 phân nha. Đôi này có giá 160k nha. Đôi này 160k. Còn đôi này là có giá 125k nha em ơi. 125k đôi này nha. Đôi 5 phân đế trong này nha. Còn đôi đế này là có giá 160k nha. Hai đôi này nha em ơi. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình với nha mọi người ơi. Like và chia sẻ bài giùm mình nha. Đôi này nha mọi người ơi. Đôi này nha. Đôi này em có đủ tất cả các size luôn. Đôi này 100k nha. Cái này là bằng da lộn đế đúc nha mọi người ơi. Da lộn và đế đúc nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 14 nha mọi người ơi. Chốt số 14 kèm theo size nha. Kèm theo size giùm mình nha. Đôi mình đang cầm nha. Kèm theo size nha. Đôi này là bằng da lộn nha mọi người. Da lộn và đế đúc nha. Chỉ có giá 100k đôi này nha. 100k đôi em đang cầm trên tay nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 14 giùm em nha. Chốt số 14 giùm em với nha mọi người ơi. Mẫu này có giá 100k. 100k số 14 nha mọi người ơi. 100k có 100k số 14 nha. Có đủ size nha mọi người ơi. Có đủ size màu này nha. Cực kỳ đẹp nha mấy chị ơi. Rất là đẹp nha. Chỉ có giá 100k thôi. 100k đôi này rất là rẻ nha. Cực kỳ rẻ luôn nha mọi người ơi. Rất là rẻ đôi này. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 15. Chốt số 15 nha. Chốt số 15 giùm mình nha mọi người ơi. Mẫu này là số 15 nha. Chỉ có giá 100k thôi nha. 100k đôi này nha. Cực kỳ đẹp mà cực kỳ rẻ. Mọi người like và chia sẻ bài giùm mình nha mọi người ơi. Like và chia sẻ live stream giùm mình nha. Rất là rẻ, không có ở đâu rẻ bằng ở đây nha mọi người ơi. Rất là rẻ nha. Cực kỳ rẻ mà cực kỳ đẹp luôn nha. Đôi này nha mọi người ơi, đôi này có giá 105k nha. Đôi này 105k nha mọi người ơi. Đôi này em có hai màu nha. Màu trắng và màu đen nha. Bằng da rất là xịn nha mọi người. Bằng da rất là xịn đế đúc nha. Bạn nào lấy mẫu này thì chốt số 16 kèm theo màu và size nha mọi người ơi. Đôi này chỉ có giá 105k đôi này nha. 105k đôi này nha mọi người ơi. Đôi em đang cầm có hai màu nha. Và màu đen và màu trắng nha. Da cực kỳ xịn nha. Da cực kỳ xịn nha mọi người. Mẫu này em có hai màu nha. Đôi này chỉ có giá 105k. Da cực kỳ xịn luôn. Đế đúc nha. Bạn nào lấy mẫu này chốt số 16. Chốt số 16 kèm theo size, kèm theo màu nha. Mọi người ơi, bây giờ cũng khuya rồi, mấy bạn nhân viên phải về nên hẹn mọi người lại 7 giờ tối mai nha. 7 giờ tối mai Miu sẽ like áo len Bungtagi, hàng cực chất, hàng Hồng Kông nha mọi người. Giá 99k. Mọi người ai có nhu cầu thì theo dõi livestream và
like và share trang bay cho Miu nha mọi người. Xin chào mọi người nha. Hẹn mọi người 7 giờ tối mai mình sẽ gặp lại nha.